Sang đến phần hai La Mã này. Đấy, buổi trước ở phần một La Mã của bài 36 thì mình có học về private equity. Đấy, và cụ thể là dưới góc nhìn của cái PE firm. Thì PE firm là công ty mà họ tạo ra những cái quỹ gọi là PE fund ấy. Xong họ sẽ đi đầu tư với những cái portfolio company. Thế thì có hai kiểu đầu tư chính, đấy là buyout với cả venture capital. Vậy thì cái phần phía trên thì nó có hai cái phương pháp có liên quan ấy, một là cái LBO model và hai là cái phương pháp gọi là VC method ấy. Đấy, thì buổi trước em có giới thiệu rồi. Đấy, thì bây giờ sẽ sang đến cái nửa còn lại của 36. Đấy là học về private equity nhưng mà dưới góc nhìn của cái bọn investors. Đấy, cụ thể là cái bọn PE investors mà là góp vốn đầu tư vào những cái quỹ PE fund ấy. Đấy, thì phần đầu tiên của phần hai La Mã này, thế nào nêu ra những cái rủi ro cũng như những cái chi phí của việc đầu tư vào những cái quỹ private equity. Đấy, thì cái phần rủi ro với cả lợi ích này thì mình nghĩ là sẽ bỏ qua nhá. Tại vì phần này thì nó không có gì đặc biệt cả. Đó là những cái thứ khá là common sense thôi. Tại và họ sẽ không hỏi đến bao giờ ấy. Đấy, cái này thì nếu mà có thời gian thì để có thể là tự đọc sau nhá. Còn để phục vụ cho việc làm bài thì là không cần thiết. Đấy, nên tiếp theo thì là cái phần là bắt đầu đi vào phần quan trọng này. Đấy, là những đặc điểm của những cái quỹ gọi là PE fund ấy. Đấy, thì đầu tiên họ có nêu ra là những cái quỹ PE fund ấy thì nó có hai cái đặc điểm rất là quan trọng mà khác biệt so với cái hình thức đầu tư là public equity mà mọi người đã quen thuộc ở trong chương trình CFA rồi. Đấy, thì hai cái đặc điểm quan trọng này như sau. Đặc điểm thứ nhất ấy, đấy là những cái bọn investors mà đầu tư vào những cái PE fund ấy thì họ sẽ phải cam kết là trong tương lai sẽ góp vào một cái lượng vốn nhất định để cho cái quỹ PE fund đó. Thì cái khoản vốn mà họ cam kết là họ sẽ đóng vào cái quỹ đó ấy, thì nó có tên đấy là committed capital. Đấy, thì cái khoản committed capital này nhá là cái lượng vốn mà được cam kết là sẽ đóng vào ấy, thì nó sẽ không được đóng vào toàn bộ ở cái thời điểm bắt đầu lúc cái quỹ mở ra đâu. Đấy, mà cụ thể đấy là trong tương lai thì mỗi khi mà cái PE fund nó cần tiền để mà thực hiện cái khoản đầu tư với cái portfolio company thì cái PE fund ấy họ sẽ là kêu gọi vốn từ những cái thằng investors. Đấy, và bọn investors thì nó sẽ lúc đấy bọn nó mới góp vốn, góp một cái lượng vốn tương ứng như là cái PE fund nó yêu cầu ấy. Đấy, hai điều này thì có thể hiểu đấy là trong tổng cái số committed capital ấy thì sẽ không sử dụng hết ngay lập tức mà sẽ được sử dụng dần dần. Đấy, có là mỗi khi cần thì cái PE fund nó sẽ rút ra một khoản tiền từ cái đống committed capital này để đem đi đầu tư. Đấy, thì mỗi khi mà đi gọi vốn từ cái đống committed capital như thế này thì họ gọi là những cái capital call hay là drawdown. Đấy, thì đấy là cái đặc điểm đầu tiên của cái PE fund này. Đấy, có là vốn nó không được sử dụng hết ngay lập tức mà sẽ được chia nhỏ ra ấy, và đầu tư dần dần. Thứ hai, đặc điểm thứ hai liên quan tới private equity đấy là một cái hiện tượng nó gọi là J-curve effect. Đấy, thì J-curve effect nó nói tới một cái hiện tượng xảy ra đối với return của những cái PE fund. Cụ thể đấy là ở trong những cái năm đầu tiên mà những cái PE fund nó hoạt động ấy thì thường là cái return nó sẽ rất là thấp đấy, hoặc là nó còn bị âm ấy. Đấy, tuy nhiên thì những năm sau này, càng về phía sau này ấy, thì cái return này sẽ được cải thiện, nó sẽ tăng dần lên. Đấy, tại vì là dần dần thì
cái PE fund nó sẽ thực hiện cái khoản đầu tư của nó, vậy dần dần sẽ thu đến cái khoản lợi nhuận đến từ những cái portfolio company, nên là lúc đấy thì lợi nhuận nó sẽ tăng dần lên theo thời gian. Thì lý do mà họ gọi cái hiện tượng này là J curve effect ấy, là bởi vì là nếu mà plot cái return lên một cái graph ấy, thì nó sẽ có một cái hình giống như là cái chữ Z ấy. Đây, chụp vành là time này, chụp tung thì là return. Đấy, thì cái return mà plot lên đây nó sẽ có cái hình theo kiểu như này, là giống chữ Z nên họ gọi là J curve effect. Đó, thế đấy hai đặc điểm đầu tiên nhá, là giới thiệu qua những cái đặc trưng của những cái PE fund. Tiếp theo thì họ nói tới cái cấu trúc cũng như là những cái điều khoản của những cái quỹ PE fund. Vậy thì về cấu trúc trước này, hầu hết những cái PE fund ấy sẽ có cấu trúc là limited partnerships. Thì limited partnerships ở đây có nghĩa là sẽ có hai bên, một bên thì được gọi là general partner, thì general partner thì từ giờ mình sẽ gọi tắt là GP nhá, để trong sách họ cũng biết tắt là GP. Thì general partner là cái bên mà quản lý cái PE fund ấy. Đấy nha, có thể hiểu là cái thằng GP này là chính là cái PE firm. Còn một bên thứ hai thì được gọi là limited partners. Đấy, thì viết tắt là LPs. Thì limited partners thì chính là những cái nhà đầu tư, là PE investors, để mà góp vốn vào cái quỹ PE fund kia. Đấy, thì lý do mà cái cấu trúc này nó được gọi là limited partnerships ấy, là bởi vì là cái bên LP là sẽ chỉ phải chịu những cái khoản gọi là limited liability thôi. Thì limited có nghĩa là cái bên GP sẽ là cái bên mà kiểm soát và chịu trách nhiệm cho cái quỹ nó hoạt động. Đấy, và tất cả những cái khoản nợ của cái quỹ đó ấy, là cái bên GP sẽ phải có trách nhiệm là trả. Còn cái bên LP thì là chỉ góp vốn mà thôi, để đầu tư vào. Và nếu mà có gì xảy ra và phá sản chẳng hạn, đấy thì tổng cái số tiền mà bên LP mất đi thì tối đa nó sẽ chỉ bằng cái khoản đầu, cái khoản vốn mà họ góp vào quỹ đó thôi. Đấy, chứ bên LP thì không, sẽ không phải chịu những khoản nợ ấy. Đấy, nó giống cái cấu trúc là cổ đông của một công ty là shareholders ấy, thì nó không phải chịu những cái liability của công ty đó. Đấy, thì cái cấu trúc gọi là limited partnerships này là một cấu trúc rất là phổ biến của những cái PE fund. Ngoài ra nhá, thì họ bảo là còn có một cái cấu trúc thứ hai được gọi là companies limited by shares. Cái cấu trúc thứ hai này thì họ bảo là nó cũng giống với cả limited partnerships. Đấy, nhìn chung là nó giống nhau. Nó chỉ khác đấy là companies limited by shares ấy, thì cái cấu trúc này nó sẽ bảo vệ tốt hơn quyền lợi cho hai bên là GP với cả LP. Đấy, còn mọi thứ khác thì có thể coi là nó giống với cả limited partnerships. Đấy, ngoài ra nhá, thì hầu hết những cái quỹ PE fund ấy là những cái quỹ đóng là closed end. Đấy, thì nhắc lại, closed end có nghĩa là những cái bọn LP thì nó không được phép là bán lại share cho cái quỹ đó trong cái quãng thời gian mà cái quỹ đó đi đầu tư. Đấy, và ngoài ra thì những cái thằng nào ở bên ngoài, những nhà đầu tư mới mà muốn nhảy vào cái quỹ đó lúc lưng chừng ấy, thì chỉ có thể là nhảy vào ở những cái quãng thời gian nhất định và được quyết định bởi cái bên GP thôi. Rồi, thì đây về cấu trúc này. Tiếp theo là về một số những cái điều khoản mà có liên quan tới những cái PE fund này. Thì những cái terms này thì nó chia ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là economic terms và nhóm thứ hai là corporate governance terms. Đấy, thì bạn sẽ liệt kê ra một lượt nhá. Đấy, và mục tiêu của mọi người đấy là mọi người phải phải hiểu
là những cái term này nó nghĩa là gì, để hiểu một cách chung chung, hiểu định nghĩa thôi là được. Thì đầu tiên là economic terms này. Thứ nhất là management fees. Thì management fees là cái chi phí quản lý quỹ. Thì thường cái management fees ấy, nó sẽ là từ 1,5% cho đến 2,5%. Đấy, và cái management fees này thì nó sẽ được tính dựa trên cái gì? Thì ở môn Alter ở level 1 ý, thực ra cũng có nói qua về cái này rồi. Và sang level 2 thì họ có nhắc lại. Đấy là management fees ý, thì thường là được tính dựa trên committed capital. Đấy, có nghĩa là, như mình giải thích ý, committed capital nó sẽ là cái lượng, tổng cái lượng vốn mà bọn LP cam kết là sẽ đóng vào cái PE fund. Tuy nhiên thì cũng có những trường hợp thì management fees lại được tính theo những cái cách khác. Để nó có thể tính dựa trên invested capital. Hay cũng còn gọi là paid in capital. Thì invested capital hay là paid in capital ấy là nói tới cái tổng cái lượng vốn mà thực tế mà bên LP đã đóng cho cái PE fund cho đến thời điểm hiện tại. Đấy, thì ví dụ giả sử là ban đầu thì bên LP thì cam kết là sau này sẽ đóng vào là 100 triệu đô chẳng hạn. Đấy, khi đấy thì committed capital là 100 triệu đô này. Đấy, nhưng mà xong rồi mới chỉ trôi qua một vài năm đầu tiên thôi. Thì cái bên GP họ mới draw down, họ mới gọi vốn là được 30 triệu trong số tổng 100 triệu đã cam kết kia thôi. Đấy, thì khi đó thì nếu mà bên LP mới chỉ đưa cho bên GP là 30 triệu để đi đầu tư ấy, thì cái khoản 30 triệu đó nó được gọi là paid in capital hay là invested capital. Đấy, hoặc là ngoài ra thì management fees nó cũng có thể được tính dựa trên cái net asset value của cái quỹ đó. Đấy thì nó có nhiều kiểu, nhiều trường hợp khác nhau ấy. Đấy thì ở level 2 nhá, ở reading này ấy, thì cái dạng bài mà họ cho ví dụ ấy, hay là những cái dạng bài tính toán ở cái bài này, thì họ đều tính management fees là dựa trên cái invested capital. Đấy, hay là paid in capital. Đấy, tí nữa thì sẽ có ví dụ về tính toán về phần này. Đấy, giờ thì chỉ mới nói qua thôi, giới thiệu qua như vậy thôi. Đó, thì đấy là khái niệm management fees. Tiếp theo là transaction fees. Thì transaction fees là những cái chi phí giao dịch ý. Đấy, cụ thể thì đây là cái chi phí mà liên quan tới những cái dịch vụ về investment banking mà cái PE fund nó phải thực hiện cho những cái giao dịch đầu tư và những cái portfolio company. Đấy, thì cái transaction fees thì nó sẽ được tính chung vào với cái phần management fees luôn. Đấy, cứ hiểu đơn giản như vậy là được. Thứ ba, đấy là carried interest. Đấy thì carried interest hay là ở level 1 thì nó cũng có một cái tên khác gọi là incentive fee. Thì cái carry interest ấy, nó sẽ là cái phần profit của cái quỹ mà bên GP được hưởng. Đấy, thì thường thì cái carry interest nó sẽ là bằng 20%. Điều đấy có nghĩa là cái bên GP là cái bên quản lý quỹ sẽ được hưởng 20% cái lượng profit mà cái PE fund tạo ra. Đấy, sau khi mà đã trừ đi management fee rồi. Khái niệm thứ tư thì gọi là ratchet. Thì cái này là một cái khái niệm khá là mới. Thì cái ratchet này nó là một cái cơ chế dùng để phân bố cái cổ phần của cái portfolio company giữa hai bên, là cái PE firm với cả cái bên management. Đấy, thì bên management nó là cái bọn quản lý cái portfolio company. Đấy, thì thường thì bọn management nó cũng sẽ có một cái lượng cổ phần nhất định. Đấy là một cái lượng thiểu số thôi, nhỏ thôi, nhưng mà vẫn sở hữu.
Đấy thì cái cơ chế ratchet này nó sẽ xoay quanh cái việc là đấy, cái cổ phần được phân bố giữa cái PE firm và cái management như thế nào. Đấy, và có thể là trong tương lai thì cái cổ phần của bên management nó sẽ được tăng lên đi. Đấy, phụ thuộc vào cái performance trong tương lai của cái portfolio company hoặc là phụ thuộc vào cái return trong tương lai của cái PE fund ấy. Khái niệm thứ năm thì là hurdle rate. Hurdle rate thì cũng là một khái niệm khá là quen thuộc rồi. Nó là cái mốc là minimum return, đấy là cái return tối thiểu mà cái PE fund phải đạt được trước khi mà bên GP được phép nhận carried interest. Đấy, thì thường thì hurdle rate nó sẽ nằm trong khoảng là 7 đến 10%. Khái niệm thứ sáu gọi là target fund size. Thì target fund size ấy, nó là cái quy mô được kỳ vọng đặt ra cho cái quỹ. Để có nghĩa là thường thì ban đầu ở cái bản cáo bạch của cái quỹ nó sẽ nêu ra là để cái quỹ này thì kỳ vọng là sẽ gọi được bao nhiêu vốn ấy. Để cái quy mô cái quỹ là bao nhiêu. Khái niệm thứ bảy là vintage year. Thì vintage year nó là cái năm đầu tiên mà cái PE fund nó bắt đầu hoạt động và bắt đầu việc đầu tư. Đấy, thì cái này mà cần phải lưu ý một chút nhá, là bình thường ấy thì khi mà một cái PE fund được thành lập ấy thì nó sẽ chưa hoạt động ngay lập tức đâu. Đấy, mà thường sau khi mà nó được tạo ra ấy, được thành lập ấy thì sẽ phải dành một vài năm đầu tiên để đi xin vốn ấy. Đấy, cứ giả sử là bỏ ra 2 năm đầu tiên chẳng hạn và đã tìm được những cái bọn LPs mà nó đồng ý là cam kết là sẽ đóng một cái lượng vốn đủ để đi đầu tư chẳng hạn. Tại ta bỏ 2 năm đầu ra để mà gom cái đống committed capital ấy. Thế sau 2 năm đầu tiên thì họ mới bắt đầu thực hiện cái việc gọi là drawdown, là rút tiền ra để mà đầu tư. Đấy, thì cái năm đầu tiên mà cái quỹ nó bắt đầu đi đầu tư thì gọi là vintage year. Cuối cùng thì là term of the fund. Thì term of the fund ở đây có nghĩa là cái kỳ hạn đầu tư, quãng thời gian hoạt động của quỹ thôi. Đấy thì họ bảo là thường thì cái term nó sẽ kéo dài là tầm 10 năm hoặc là dài hơn. Đấy, thì đây là phần economic terms. Tiếp theo là phần corporate governance terms. Đầu tiên nhá thì là key man clause. Key man clause ý, nó sẽ nêu rõ ra là những cái thằng key man của cái PE fund là ai. Đấy thì key man hay còn gọi là key executive ý, là những cái thằng lãnh đạo mà đóng vai trò quan trọng trong việc là quản lý quỹ đó. Đấy, thì cái key man clause nêu rõ ra là những thằng key man là những thằng nào này. Đấy, và nếu như mà có một thằng key man mà nó lại rời bỏ cái quỹ đấy, nó không quản lý nữa, hoặc là có thằng key man ở đấy nó lại không hoàn thành đúng được nghĩa vụ của nó ấy, không dành đủ thời gian cho quỹ đó chẳng hạn, thì khi đấy thì cái bên GP sẽ không được phép là tiếp tục đầu tư nữa cho đến khi nào mà lựa chọn được một cái thằng key man mới để thay vào. Thứ hai là disclosure với cả confidentiality. Đấy, thì cái này nó lên cái việc là thế thì những cái thông tin gì liên quan tới cái PE fund thì được bên LP tiết lộ ra ngoài. Thế thì bên LP là cái bên góp vốn đúng không? Đấy, thì là sở hữu shares của một cái PE fund và cũng sẽ được cung cấp những cái thông tin liên quan tới cái PE fund cũng như là liên quan tới cái portfolio companies mà được đầu tư vào ấy. Đấy, thì những cái thông tin nào được phép công bố ra bên ngoài. Đấy, thì nhìn chung nhá, thì cái quy tắc đấy là những cái thông tin nào mà liên quan tới cái performance của cái PE fund ấy, đấy như kiểu là return các kiểu ấy thì được phép là nói ra ngoài. Đấy, nhưng mà những cái thông tin nào mà là cụ thể liên quan tới những cái portfolio companies nó hoạt động ra sao, chính sách các thứ vân vân ấy, đấy những cái thứ đấy thì sẽ không được phép là công bố ra ngoài. Thứ ba là distribution waterfall. Đấy, thì cái này nó là nó đến một cái cơ chế là để phân phối cái lợi nhuận của cái PE fund ấy sang cho hai bên là GP với cả LP. Đây thì cụ thể nhá thì
cái phần distribution waterfall này nó sẽ có hai kiểu phân phối như sau. Kiểu thứ nhất thì nó gọi là deal by deal waterfalls, và kiểu thứ hai thì gọi là total return. Đấy, thì mình sẽ đi qua về định nghĩa trước này, để xong rồi sẽ xem một ví dụ để xem là họ tính toán như thế nào. Thứ nhất nhá, là deal by deal ấy, thì cái kiểu deal by deal có nghĩa là cái bên GP sẽ được nhận carried interest sau mỗi một cái deal. Đấy, sau một cái deal có nghĩa là như thế này. Thế bây giờ giả sử là cái PE fund nhá, nó đi gọi vốn, đấy nó call, nó draw down được một phần capital từ phía LP rồi đem đi đầu tư. Đấy, đầu tư vào một cái portfolio company tên là X chẳng hạn. Đấy, xong rồi đầu tư xong rồi tầm một vài năm sau thì nó kết thúc cái khoản đầu tư đấy, nó exit khỏi cái khoản investment đấy. Đấy, và nó nhận được một khoản tiền là gồm cả vốn lẫn lãi, đúng không? Đấy, thì khi đó thì coi là xong một cái deal, là xong cái khoản đầu tư vào cái portfolio company là X. Đấy, thì cứ xong mỗi một cái deal như vậy thì sẽ tính luôn cái carried interest cho bên GP, và bên GP sẽ được nhận luôn cái phần carried interest đó. Còn kiểu thứ hai thì được gọi là total return waterfall. Đấy, thì total return waterfall ấy, thì cái carried interest mà bên GP được nhận ấy, nó sẽ được tính dựa trên là cái profit của toàn bộ cái portfolio cơ. Đấy, thì điều này có nghĩa là sao? Thì mà cụ thể là như thế này, là total return waterfall ấy, nó sẽ có hai kiểu nhỏ hơn. Kiểu thứ nhất, đấy là bên GP sẽ chỉ nhận được carried interest nếu như mà cái PE fund ấy, nó đã kiếm đủ được cái lượng committed capital cho bên LP. Thứ hai là một cái khác ấy, đấy là cái portfolio value của cái PE fund ấy, nó phải lớn hơn là cái committed capital. Thì khi đó thì cái bên GP mới được phép là nhận carried interest. Đấy, còn là kiểu thứ hai của cái phương pháp total return waterfalls, thì bên GP sẽ được nhận carried interest nếu như mà cái giá trị của cái portfolio ấy, nó lớn hơn một cái mốc. Đấy, cụ thể cái mốc này nó sẽ là lớn hơn 20% của invested capital. Đấy, có là ở đây nhá, nếu như mà cái portfolio value mà lớn hơn là 1,2 nhân với cả invested capital. Đấy, thì khi đó thì bên GP sẽ được phép là nhận carried interest. Đấy, thì đây với những cái khái niệm liên quan tới management fees hay là carried interest nãy giờ, thì giờ thì sẽ xem một cái ví dụ nhá. Ví dụ số đây, ví dụ số 6, ví dụ số 5, đây, ví dụ số 5 trước này. Ví dụ số 5 là về tính carried interest. Đây, ví dụ này rất là ngắn thôi. Đây, ví dụ giả sử là có một cái LBO fund này, thì có committed capital là bằng 100 triệu đô, carried interest là 20%, hurdle rate là 8%. Ở cái PE fund, nhầm, là cái LBO fund này, nó đã call được 75% cái lượng committed capital ở đầu năm đầu tiên. Đấy, thì có phải là 75% của 100 triệu thì nó là bằng 75 triệu đúng không? Đấy, thì họ đã draw down, họ đã call được 75 triệu rồi này. Đấy, 75 triệu này thì sẽ đầu tư 40 triệu vào công ty A và 35 triệu vào công ty B. Đấy, thì bây giờ tóm tắt lại đề nhá. Đầu tiên họ cho committed capital là bằng 100 triệu này. Đấy, sau tiếp theo là cái paid in capital. Đấy, là cái khoản mà đã được gọi là drawdown ấy, hay là được call ấy, thì là bằng 75 triệu. Đấy, thì 75 triệu này sẽ được đầu tư vào hai công ty. Công ty A thì đầu tư là 40 triệu.
ty B thì là 35 triệu. Rồi, xong rồi tiếp theo nhá, đấy là họ bảo là giả sử là ở cuối năm thứ hai, gọi là 2 năm sau, thì họ, thì cái bên GP họ exit cái khoản đầu tư ở công ty A và họ nhận được cái khoản profit là bằng 5 triệu. Đấy, cái điều này có nghĩa là ban đầu thì đầu tư vào công ty A là 40 triệu đúng không? Ở thời điểm là đầu năm thứ nhất là hiện tại. Và 2 năm sau, gọi là cuối năm thứ hai, thì cái khoản đầu tư này nó từ 40 triệu nó tăng lên thành là 45 triệu. Đấy, gọi là kiếm được profit là bằng 5 triệu. Còn cái khoản đầu tư vào công ty B thì sao? Đấy, họ bảo là cái khoản đầu tư công ty B ấy thì vẫn chưa được là exit, để có nghĩa là vẫn chưa kết thúc. Đấy, và hiện tại thì cái value của cái khoản đầu tư ở công ty B ấy, nó vẫn đang giữ nguyên. Thế nó vẫn đang là 35 triệu. Đây là điểm T bằng 0 này, điểm T bằng 2. Rồi, tiếp theo nhá. Tiếp theo thì carry interest tính dựa trên cái cách gọi là deal by deal. Đấy, ví dụ như vậy. Đấy, thế nếu mà deal by deal có nghĩa là mình sẽ xét từng cái deal một đi. Ở đây là có hai cái deal đúng không? Một là A và hai là B. Đấy, thì mình sẽ xét cái A trước. Rồi, thì deal A nhá, thì có phải là cái lợi nhuận nó là 5 triệu đúng không? Đấy là 45 triệu trừ đi 40 là 5 triệu này. Thì khi đó thì cái carry interest, nếu như mà bên GP được nhận ý, nó sẽ đơn giản là tính là bằng 55 triệu này nhân với cả 20% bằng 1 triệu. Đấy là 1 triệu. Đấy. Tuy nhiên ý, thì vấn đề ở đây ý, đấy là đề bài nó cho cái hurdle rate là 8%. Đấy, thì mới phải xem là liệu thì cái return là cái profit là 5 triệu này nó thỏa mãn cái hurdle rate hay chưa. Đấy, thì ở đây nhá, là cái return của cái khoản đầu tư và cái deal A ấy, nó tính như thế nào? Có phải là 1 cộng IRR tất cả mũ 2, tại vì đầu tư trong 2 năm đúng không? Từ năm 0 đến năm 2. Đấy, nếu mà lấy 40 triệu nhân với cái này thì bằng 45 triệu. Đó, thì bây giờ mọi người bấm máy tính ra được IRR là bằng 6,1%. Đấy, thì ở đây là đáp án họ tính sẵn cho mình rồi. Đấy, thì cái IRR mà là 6,1% này ấy, bé hơn là cái hurdle rate là bằng 8%. Đấy, cho nên là có thể suy ra là ở trường hợp này thì cái bên GP là sẽ không nhận được carry interest. Carry interest nó bằng 0 chứ không phải là 1 triệu, tại vì là chưa thỏa mãn cái hurdle rate. Rồi, thì đã xong ví dụ số 5 nhá. Đấy, ví dụ số 5 khá đơn giản thôi. Cứ sang ví dụ số 6. Ví dụ số 6 thì nó gồm 2 phần. Đấy, phần 1 và phần 2. Thì mình sẽ nói về phần 1 trước nhá, để phần 2 tí nữa sẽ nói sau. Ở phần thứ nhất này, để có một cái PE fund thì có committed capital là bằng 300 triệu bảng. Carry interest là 20%. Thì ban đầu nhá là có một khoản đầu tư là 30 triệu. Đấy, xong rồi 9 tháng sau thì hoàn thành cái khoản đầu tư này và kiếm được profit là bằng 15 triệu. Rồi. Thì bây giờ nếu mà là theo cái phương pháp là deal by deal thì cái bên GP sẽ nhận được 20% của profit ý. Đấy, thì 20% của 15 triệu thì là 3 triệu đúng không? Đấy, thế mình sẽ tổng hợp ra đây nhá, nếu mà là deal by deal là cái kiểu waterfall thứ nhất. Đấy, thì suy ra là carry interest là bằng 3 triệu. Tiếp theo này,
Thứ hai là sẽ là kiểu total return. Đấy, total return nó lại chia làm hai kiểu nhỏ hơn. Thứ nhất là mình sẽ phải xem là cái portfolio value ấy, nó có lớn hơn là cái committed capital hay không. Để so sánh portfolio value và committed capital. Thì ở đây nhá, cái committed capital ấy, họ cho là bằng 300 triệu này. Thế còn portfolio value thì sao? Đấy, thì bây giờ ấy, như đề bài này nó cho nhá, thì có vẻ như là để với cái thông tin họ cho ấy, thì mới draw down được là 30 triệu thôi. Thế cái paid in capital là 30 triệu này. Để xong rồi đầu tư xong thì cái giá trị sau này là 45 triệu ấy, là 30 triệu ban đầu cộng thêm 15 triệu lợi nhuận ấy. Đấy, có là cái portfolio value ở cái với cái lượng thông tin mà đề bài nó cho ấy thì sẽ chỉ là 45 triệu thôi. 45 triệu nhỏ hơn là 300 triệu. Suy ra là cái bên GP sẽ không nhận được carry interest em bằng 0. Trường thứ hai nhá, ở cái dạng thứ hai của cái total return waterfall ấy, thì mình sẽ phải so sánh cái portfolio value với cả 1/1.2 nhân với cả cái invested capital. Cái invested capital thì cũng gọi là paid in capital. Thì portfolio value thì vẫn là 45 triệu đúng không? Còn 1.2 nhân paid in capital ấy, thì nó là 1.2 nhân với cả 30 triệu. Đấy, thì nó bằng 36 triệu. Đó, thì 45 triệu lớn hơn là 36 triệu. Có nghĩa là bây giờ thì cái bên GP là có được nhận carry interest. Và carry interest ấy, nó sẽ là bằng 20% nhân với cả cái profit thôi. Đấy, thì profit ở đây là bằng cái tổng cái profit của toàn bộ portfolio ấy. Thì hiện tại portfolio thì có profit là 15 triệu. Đấy. Thì suy ra là cái carry interest là bằng 3 triệu. Đấy, thì ở ví dụ này nhé, mọi người thấy này. Đấy là nếu mà là theo kiểu deal by deal thì là 3 triệu carry interest. Đấy, nếu mà theo kiểu là total return nhưng mà ở phương pháp đầu tiên thì carry interest là bằng 0. Nếu như mà total return waterfall nhưng mà là phương pháp thứ hai thì carry interest nó lại là bằng 3 triệu. Rồi, thì thế là xong cái phần đầu tiên của ví dụ số 6. Cái phần thứ hai thì nữa sẽ nói sau nhé. Được, quay lại phần lý thuyết này. Thì ở đây thì mọi người sẽ phải hiểu rõ được để cái cách tính carry interest cho bên GP như thế nào ấy. Để nó có 3 trường hợp. Trường thứ nhất là deal by deal này. Trường hợp là thứ hai là total return nhưng mà kiểu thứ nhất này. Trường thứ ba đấy là total return nhưng kiểu thứ hai. Để họ cho những cái ví dụ như là cái ví dụ mình vừa cho mọi người xem ấy. Đấy thì mọi người phải tính được. Tiếp theo cái phần corporate governance term này, cái term thứ tư ấy, nó gọi là clawback provision. Thì clawback provision ấy, nó là cái khái niệm mà ở môn outer level 1 dạng có nói đến rồi. Đấy, thì giờ nhắc lại thôi. Clawback provision ấy, nó nói tới cái việc đấy là sẽ có những trường hợp là cái bên GP ấy, họ sẽ phải trả lại một phần hoặc là toàn bộ cái carry interest mà họ đã nhận trong quá khứ ấy, để trả lại cho cái bên LP để khiến cho là cái carry interest, tổng cái lượng carry interest mà họ nhận được từ đầu đến giờ ấy, nó phải tuân theo cái tỷ lệ giữa hai bên cam kết từ ban đầu là 20% ấy. Thì cái điều này có nghĩa là sao? Có là ví dụ nhá, giả sử là ở những năm đầu tiên mà cái PE fund hoạt động
thì họ lại kiếm được lời rất là nhiều. Đấy. Lợi nhuận rất là cao, profit thì cao này, có nghĩa là carried interest là cũng lớn đúng không? Đấy. Nhưng mà giả sử là những năm sau này mà lại có những khoản đầu tư mà bị lỗ, lại bị loss chẳng hạn. Đấy thì khi đó thì cái bên GP là phải trả lại một phần cái carry interest mà họ đã nhận được ở những cái deal cũ ở trong quá khứ ấy. Đấy, để làm thế nào đấy để khiến cho là tổng cái carry interest từ đầu đến giờ nó vẫn sẽ phải tuân theo cái tỷ lệ là 20% của total profit. Đấy. Hay nói một cách đơn giản hơn đi là nếu mà được gain thì cũng sẽ được hưởng một phần gain đúng không? Nhưng mà khi mà bị loss ấy, thì cũng sẽ phải chịu một phần loss ấy. Đấy là khi mà bị loss thì đó thì sẽ phải là hoàn lại một cái phần carry interest ở trong quá khứ. Đấy, thì cái việc clawback này này thì họ bảo là thường ấy là sẽ được xét tới ở cái thời điểm mà cái quỹ nó ngừng hoạt động. Đấy, có nghĩa là sau khi mà đầu tư xong xuôi hết rồi, đến lúc mà chấm dứt mọi thứ rồi thì sẽ xét lại một cái tổng thể xem là đó là cái lượng carried interest mà cái bên GP nhận được từ đầu đến giờ ấy nó có thỏa mãn cái tỷ lệ là 20% hay không. Nếu mà thừa ra thì sẽ phải trả lại. Đấy, thì đấy là cái mà họ thường thường gặp là như vậy. Tuy nhiên ấy, thì cũng có một cơ chế là clawback ở cuối mỗi năm thay vì là đợi đến lúc sau cùng với clawback. Cái clawback ở cuối mỗi năm có nghĩa là bây giờ cứ cuối mỗi một năm thì sẽ kiểm tra luôn, sẽ check luôn. Đấy là ở cái thời điểm đó thì cái tổng cái lượng carry interest từ đầu đến giờ của cái bên GP nó có thỏa mãn cái tỷ lệ hai bên đồng ý hay không. Vậy thì bây giờ mình quay lại cái phần thứ hai của ví dụ số 6 lúc nãy nhá. Vậy ví dụ số 6 thì đó thì vừa mới nói xong ấy là có một cái PE fund thì có committed capital là 300 triệu này. Đấy, xong mới có một cái deal là đấy một khoản đầu tư đầu tiên có paid in capital là 30 triệu, xong rồi sau này nhận về là 45 triệu, cái profit là 15 triệu ấy. Đấy, thì bây giờ sang đến phần thứ hai. Đấy, thì phần thứ hai này họ bảo là giả sử là có một cái clawback provision mà có một cái gọi là annual true up. Đấy thì annual true up ở đây nếu mà họ dùng cái cụm từ này thì mà cứ hiểu đấy là cứ cuối mỗi một năm ấy thì sẽ phải clawback lại những cái phần carry interest mà bị thừa ra. Đấy, sẽ được kiểm tra ở cuối mỗi năm luôn thay vì là đợi đến lúc cái quỹ nó ngừng hoạt động. Đấy, thì nếu mà có một cái clawback provision này, annual true up này, đấy, và dùng cái phương pháp deal by deal. Rồi và bây giờ ấy thì ở cái phần thứ nhất của ví dụ số 6 là có một khoản đầu tư đầu tiên là 30 triệu rồi đúng không? Thì bây giờ có thêm một khoản đầu tư thứ hai nữa, có vốn là 25 triệu. Đấy, nhưng mà cuối cùng là bị loss là 5 triệu. Đấy, có là ban đầu thì ném là vào là 25 triệu nhá, nhưng mà lúc sau nhận về chỉ là 20 triệu thôi. Đấy, thì bây giờ bị loss là 5 triệu. Thì nếu như mà có cái cơ chế clawback này này thì ở cuối năm thì cái bên GP sẽ phải trả lại là 20% của cái khoản 5 triệu này cho bên LP. Thì khoản loss là 5 triệu cho nhân với cả 20% thì là bằng 1 triệu ấy. Đấy, thì cái 1 triệu này nó sẽ là cái khoản mà bị clawback. Đấy, phải trả lại bên LP. Rồi, quay lại phần lý thuyết nhá. Đấy, thì đấy là clawback provision này. Tiếp theo là một cái điều khoản nó gọi là tag along right. Thì cái này nó gồm hai phần. Cái đầu tiên thì gọi là tag along. Thì tag along ấy có nghĩa là như thế này. Đấy là khi có phải là cái PE firm ấy là quản lý cái PE fund và sẽ đi đầu tư với cái portfolio company. Thì khi mà một cái PE firm ấy mà nó mua, cứ coi như nó mua, nó chiếm quyền sở hữu, quyền kiểm soát của một cái portfolio company nào đấy, thì cái portfolio company đấy nó vẫn sẽ có một số lượng những cái cổ đông thiểu số ấy. Đấy, cái bọn minority. Thì nếu như mà có cái quyền tag along này tồn tại ấy, có nghĩa là nếu như mà trong tương lai
cái PE firm này quyết định là bán cái portfolio company kia đi sang cho một bên khác ấy, thì cái bọn cổ đông thiểu số của cái portfolio company sẽ được phép là tag along. Thì tag along có nghĩa là cái thằng PE firm mà bán đi với giá bao nhiêu hay là với điều khoản như thế nào ấy. Đấy. Thì cái bọn thiểu số, cái bọn minority cũng sẽ được là phép tham gia vào để bán cùng. Đấy. Tham gia cùng với cả cái PE firm để mà bán những cái cổ phiếu của họ ấy, là những cái shares của cái bọn thiểu số đang nắm giữ ấy. Đấy. Cái đấy gọi là tag along. Là cái thằng majority mà muốn bán thì cái thằng minority được phép là theo ấy. Còn track along thì là ngược lại. Track along có nghĩa là đấy, bây giờ cái PE firm nó cũng muốn là bán đi cái portfolio company sang cho bên khác đấy. Nhưng bây giờ thay vì là việc là cái bọn minority là nó được track along với bọn majority, có nghĩa là cái bọn minority được lợi đúng không, được bán theo ấy, thì giờ là ngược lại, tức là bây giờ cái bọn majority lại được phép là kéo cái bọn minority theo. Đấy, có là cái bọn majority là cái bọn PE firm ấy, mà quyết định là bán cái portfolio company đi, thì cái bọn thiểu số là bọn minority cũng sẽ phải bắt buộc là phải cùng tham dự cái giao dịch đó, là cũng phải bán những cái shares của họ đi sang cho phía bên kia, là cái bên mua. Đó, cái đấy gọi là tag along, track along. Tiếp theo như là no fault divorce. Thì no fault divorce nói tới cái việc đấy là nếu như mà phần lớn bên LP bỏ phiếu đồng thuận, phần lớn ở đây nhá, có nghĩa là super majority, có nghĩa là trên 75% phiếu thuận ý. Đấy, thì một khi mà phần lớn bên LP mà chấp thuận ý, thì sẽ được phép là loại bỏ cái bên GP ra khỏi cái quỹ kia. Chứ không cần phải có lý do gì hết, miễn là số đông đồng ý thì đó, thì cái bên GP nó sẽ bị loại bỏ, không được phép là quản lý cái quỹ PE fund này của cái bọn LP nữa. Tiếp đến là removal for cause. Thì cái removal for cause này nó cũng xoay quanh cái việc là cái bọn LP được phép là loại bỏ cái thằng GP ra khỏi cái quỹ. Đấy. Nhưng mà nó khác với cả cái no fault divorce ở phía trên ấy, ở một chỗ ấy, là cái no fault, fault divorce ấy, là nó phải có một cái số lượng đồng thuận rất là lớn. Đấy, trên 75%. Còn cái removal for cause ấy, là không cần phải bỏ phiếu, mà là sẽ tự động được chấp thuận nếu như mà có một số những cái sự kiện nhất định xảy ra. Nó gọi là những cái cause. Những cái sự kiện này thì ví dụ đấy là cái bên GP là phá sản chẳng hạn. Đấy, hoặc là những cái thằng key man mà quản lý cái quỹ thì nó lại vi phạm pháp luật hay nó gặp vấn đề gì đấy, hoặc là đấy, cái bên GP thì không làm đúng theo hợp đồng ấy, vi phạm những cái điều khoản ở cái bản cáo bạch của cái quỹ chẳng hạn. Đấy, thì nếu mà có những cái event như vậy xảy ra thì là cái bên GP sẽ tự động là bị loại bỏ ra khỏi cái quỹ đó luôn, chứ không cần là phải vote ấy. Tiếp đến là investment restrictions. Thì đây là nói tới những cái giới hạn về những cái hạn chế về đầu tư mà những cái PE fund phải tuân theo ấy. Ví dụ đấy là cái PE fund nó sẽ phải đảm bảo là những cái portfolio company mà họ đầu tư vào ấy thì sẽ phải có một cái mức độ đa dạng hóa nhất định. Đấy, là cái mức gọi là minimum diversification nó phải như thế nào, hay là cái maximum leverage là bao nhiêu ấy, để cái lượng leverage tối đa được phép dùng là bao nhiêu. Đấy, hay là cái PE fund nhiều khi là cũng có một số cái giới hạn, đấy là phải đầu tư vào một cái ngành nào đấy nhất định, hoặc là đầu tư vào cái vùng nào đấy nhất định chẳng hạn. Cuối cùng là co-investment. Thì co-investment ý, là nói tới việc là cái bên LP ý, thì được phép là tham gia đầu tư vào những cái quỹ khác của bên GP. Đấy. Thì cái điểm lợi ở đây đấy là thứ nhất là hiện tại thì bên LP đang đầu tư vào cái quỹ này của bên GP rồi, thì nếu mà sau này mà lại đầu tư vào thêm những cái quỹ khác cũng của bên GP thì những cái quỹ sau này đầu tư vào ấy là có thể coi là sẽ được giảm bớt management fee đi,
hoặc là có khi là được miễn luôn management fee. Đấy, đấy là một cái điểm có lợi cho bên LP. Còn bên GP thì cũng có lợi. Đấy là ở chỗ là bên GP thì nếu mà có nhà quỹ mới sau này thì là có luôn được một cái nguồn vốn sẵn có từ những cái thằng LP ở những quỹ trước ấy. Đấy, thì nói qua một lượt nhá, những cái economic terms với cả corporate governance terms. Đấy, thì mình cần phải biết qua ấy, tôi nhắc tới một khái niệm kiểu tag along, track along là cái gì, hay là co-investment là cái gì. Đấy thì mọi người sẽ phải hiểu và giải thích được là nó hoạt động ra sao. Rồi và sang phần tiếp theo là due diligence. Đấy là phần thẩm định. Cái phần due diligence này thì hầu hết ở các môn là đều bỏ qua đúng không? Nó không quan trọng lắm ý. Đấy, ở phần này thì cũng tương tự, nó không quan trọng lắm. Đấy, như ở đây thì nó có 3 ý như sau, mình nghĩ là cũng khá là dễ nhớ ý, và cũng cần phải lưu ý là như thế này. Đấy, thì 3 ý này là 3 cái lý do mà nó lên cái tầm quan trọng của việc thẩm định khi trước khi mà đầu tư vào một cái PE fund ấy. Đấy. Thì cái việc thẩm định nó quan trọng bởi 3 lý do như sau. Lý do thứ nhất đấy là những cái PE fund ấy thì nó có cái strong persistence of returns. Đấy. Thì strong persistence ở đây có nghĩa là những cái quỹ nào ấy mà đang overperform, đang có kết quả tốt ấy, thì thường là sẽ tiếp tục có kết quả tốt lâu dài về sau này. Đấy. Hoặc là ngược lại, những cái quỹ PE fund nào mà đang có kết quả kém ý, thì thường là cái kết quả kém thì nó sẽ kéo dài trong tương lai. Đó. Nên là điều đấy nó dẫn tới cái việc là mình sẽ phải rất là cân nhắc khi mình lựa chọn là đầu tư vào quỹ nào đúng không? Đấy, tại vì là một khi mà nó đã kém thì nó sẽ kém suốt đi. Đấy. Còn nếu mà nó tốt thì nó lại tốt suốt đi. Thế nên cái sự khác biệt giữa những cái quỹ mà outperform và cái quỹ mà underperform thì khá là lớn. Đấy, thứ hai, ý thứ hai thì là nó cũng là bổ sung cho ý thứ nhất. Đấy là cái performance giữa các quỹ nó khác nhau rất là nhiều ấy. Có nghĩa là những cái quỹ nào mà là outperform ấy, hay là overperform ấy, thì cái lợi nhuận của nó sẽ rất là cao. Đấy. Còn những quỹ nào mà underperform ấy, thì có khi lợi nhuận nó rất là thấp hoặc là thậm chí là âm rất là nhiều ấy. Đấy. Có là cái sự khác biệt giữa nhà quỹ tốt và nhà quỹ kém nó rất là lớn. Thứ ba này là private equity thì có thanh khoản thường rất là thấp ý. Đấy, như ở phía trên thì có nói đấy là những cái quỹ PE fund thì nó có kiểu là close end ý, là quỹ đóng ý. Đấy, bọn LP thì không thể muốn là bán lại shares của nó sang cho bọn GP được. Đấy. Và đấy, bởi thế nên là có thể hiểu là cái bọn LP nó sẽ bị có một quãng thời gian gọi là lock up period ý. Đấy, là không thể là rút tiền ra được. Đấy. Nên là bởi thế nên là cái rủi ro thanh khoản rất là lớn, nên cũng cần phải cân nhắc rất là kỹ. Giờ mình sẽ sang đến phần cuối cùng của bài này này. Đấy, phần này là đánh giá cái performance của một cái PE fund. Đấy, cái mục tiêu bây giờ đấy là nhìn vào một cái PE fund nhá, xong rồi xem những cái chỉ số về return chẳng hạn. Đấy, thì từ đó đánh giá xem là vậy thì cái quỹ này làm ăn có tốt hay không. Đấy, thì để đánh giá được cái performance ý, thì mình sẽ dùng những cái chỉ số gọi là performance measures. Mà những cái chỉ số này thì nó sẽ gồm hai nhóm. Nhóm thứ nhất thì được gọi là cái chỉ số IRR. Thì IRR nó lại gồm hai cái nhỏ hơn. Một cái nó gọi là gross IRR. Một cái nó gọi là net IRR. Còn nhóm chỉ số thứ hai thì được gọi là return multiples. Thì trong này là sẽ gồm bốn cái multiple mà cần phải nhớ. Một cái nó gọi là PIC, người viết tắt của paid in capital này. Xong rồi DPI, RVPI với cả TVPI. Đấy, cái phần này sửa lại một chút nhá, cái này sẽ là RVPI này. Đấy, thì những cái chỉ số này là gì thì đây, bây giờ mình sẽ giải thích từng cái một này.
Trước hết là đi vào cái phần IRR trước đi. Đấy, IRR thì là một cái chỉ số rất là quen thuộc với mọi người rồi. Đấy, nó là cái internal rate of return. Mình cứ nhập cái tất cả cái cash flow của tất cả các năm vào, rồi bấm máy tính ra thì ra được cái IRR, đúng không? Đấy, thì ở phần này nó cũng đơn giản như vậy thôi. Đấy, tí nữa sẽ có một cái ví dụ cụ thể về việc tính IRR nhá. Giờ thì mình sẽ chỉ nói qua một chút về định nghĩa này. Thì IRR nó gồm hai kiểu. Kiểu thứ nhất nó gọi là gross IRR. Thì cái gross IRR ấy, nó là cái IRR khi mà trước khi trừ những cái chi phí mà phải trả cho bên GP ấy. Thì chi phí phải trả cho bên GP nó sẽ có hai cái loại phí chính, đúng không? Cái phí đầu tiên thì nó là management fees. Và cái phí thứ hai nó là carried interest. Đấy, thì cái gross IRR nó là cái return hay là cái IRR trước khi mà trừ đi hai cái loại phí này. Đấy, còn ngược lại thì cái net IRR ấy, nó là cái IRR được tính sau khi mà đã trừ cái management fees và cái carry interest đi rồi. Đấy, và bởi thế nên là ở đây họ nêu ra được cái ý nghĩa của hai cái chỉ số này. Cái gross IRR ấy, bởi vì là nó là ở được tính ở cái thời điểm mà chưa trừ đi phí, cho nên là nó sẽ là một cái chỉ số phản ánh lên được cái khả năng tạo ra value của cái PE firm hay là cái PE fund. Đấy, còn cái net IRR ấy, nó là cái return sau khi mà đã trừ đi các loại phí rồi ấy, nên là sẽ phản ánh đúng hơn được cái khoản return thực tế mà cái bọn LP hay là các bạn investors nhận được lúc sau cùng. Đấy, một cái là before fees và một cái là after fees thôi. Đến cái nhóm chỉ số thứ hai khá là mới này là cái return multiples. Đấy, thì mình đi qua từng cái một nhá. Đấy, xong rồi mình sẽ đi vào phần tính toán ví dụ để hiểu rõ hơn. Thứ nhất là một cái ratio nó gọi là PIC. Thế thì PIC thì là bằng paid in capital chia cho committed capital. Đấy, ý nghĩa của cái chỉ số này đấy là đó, trên tổng số cái lượng vốn mà cam kết sẽ đóng vào ấy, thì cho đến hiện tại thì đã đóng vào được bao nhiêu rồi. Đấy, cái này chắc là không có gì khó hiểu. Tiếp theo, chỉ số thứ hai thì được gọi là DPI. Thì DPI thì là viết tắt của distributed to paid in. Thì cái tên gọi này nó cũng phản ánh lên được là cái chỉ số này được tính như thế nào ấy. Tử số ấy nó sẽ là bằng tổng cái lượng distributions mà cái quỹ đấy nó đã trả ra cho bên LP. Có thể mà cứ hiểu đấy là có phải là cái PE fund ấy là nó sẽ draw down cái capital, cái phần committed capital từ bọn LP để mà đi đầu tư. Đấy, xong rồi sau mỗi một cái deal thì nó sẽ chốt được cái deal đó, nó sẽ exit cái khoản đầu tư đó và sẽ nhận được một khoản tiền về, đúng không? Đấy, thì cái khoản tiền nhận về nó lớn hơn là cái khoản vốn ném vào lúc ban đầu ấy, thì cái phần chênh lệch đó là lợi nhuận ấy. Đấy, thì sau khi mà cứ exit được một cái khoản đầu tư như vậy, xong được một cái deal ấy, thì tóm lại là sẽ phân phối cả cái phần vốn cũng như là cái phần lợi nhuận sang cho bọn LP. Còn cái bọn GP thì được hưởng một phần của lợi nhuận, đúng không? Thì là cái phần carry interest ý. Vậy thì cái phần distributions này nó sẽ gồm hai thứ như vậy. Một phần là cái capital ban đầu. Và cái phần thứ hai thì nó là cái phần profit ý. Đó, thì ở đây thì cứ hiểu chung chung đấy là toàn bộ cái số tiền mà cái LP à, cái gọi là cái PE fund ấy đã trả ra bên ngoài tận tay cho cái bọn LP thì được gọi là cumulative distributions paid out to LPs. Còn cái ở mẫu số thì là paid in capital. Thì paid in capital thì biết rồi đấy, nó chính là bằng tổng cái lượng vốn mà bên LP đã góp vào cái quỹ đó cho đến thời điểm hiện tại, đúng không?
thì như thế này thì có thể hiểu đấy là cái DPI này thì ý nghĩa đấy là để tương ứng với là cái lượng vốn mà mình đã góp vào cái quỹ này thì cái số tiền mà mình đã nhận về thực sự nó là bao nhiêu. Vậy nên cái chỉ số này nó sẽ đại diện cho cái phần là realized return của bọn LP. Đấy, với cái mẫu số mà mình góp vốn vào đấy, thì cái tử số là cái số tiền mình nhận về là bao nhiêu, cái phần mình đã realize, mình đã nhận về tay rồi là bao nhiêu. Chỉ số thứ ba thì là RVPI này, thì này là viết tắt của residual value to paid thì cái từ residual value này nó là cái phần giá trị còn lại vẫn đang ở trong cái quỹ mà vẫn chưa trả ra ngoài cho bọn LP. Đấy thì cái phần giá trị mà cái phần tiền, cái phần funds mà vẫn ở trong mà vẫn chưa được trả ra ngoài thì nó thể hiện thông qua cái chỉ số gọi là net asset value after distributions. Đấy thì cái này, cái phần này tính như thế nào thì tí nữa sẽ tính sau nhá. Thế giờ mình chỉ cần biết là cái tử số ấy là nó thể hiện lên cái phần lợi nhuận hay là cái phần tiền của cái quỹ mà chưa được trả ra ấy, vẫn còn giữ ở trong quỹ. Còn mẫu số thì nó vẫn là paid in capital thôi. Đấy thì cái ratio này ý nghĩa của nó là đại diện cho cái phần gọi là unrealized return của bọn LP. Là cái phần return nhưng mà vẫn chưa được nhận lại về tận tay ấy, mà nó vẫn còn trong cái quỹ đó ấy. Đấy, và trong tương lai thì sẽ nhận được. Đấy, nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa nhận được. Nên là gọi là unrealized return. Cuối cùng thì là TVPI thì cái này nó là total value to paid in ý. Đấy thì cái này nó bằng tổng của DPI với cả RVPI thôi. Đấy, và ý nghĩa cái này thì nó đại diện cho cái phần total return cho bọn LP. Đấy, thì total là gồm cái phần mà đã được realize rồi và cái phần mà chưa được realize cho đến hiện tại. Rồi thì bây giờ mình sẽ xem một cái ví dụ nhá để hiểu xem là những cái chỉ số này thì để ý nghĩa nó thực sự là gì và tính toán là ra sao. Ok. Đây mình sang ví dụ số 7 đi, ví dụ số 7 ví dụ số 8. Dụ số 7 này, đánh giá cái performance của hai cái PE fund sau. Đấy ở đây nó có một cái bảng nhá, có hai cái quỹ là A và B này. Để fund A và fund B, họ cho các chỉ số sau là gross IRR này, net IRR, DPI này, RVPI, TVPI. Rồi. Tiếp theo nhá, họ cho hai cái cuối cùng này này, cần phải lưu ý một chút. Cái quartile này này, ý nghĩa là gì? Ở đây nhá, cái fund A ấy, nó nằm trong cái quartile là một thì điều này có nghĩa nhá là nếu như mà xét tất cả những cái quỹ mà giống với cả cái quỹ A này này để có nghĩa là cũng cùng dạng xong rồi cũng có cùng một cái vintage year chẳng hạn đấy. Thì trong nhóm tất cả những cái quỹ giống nhau đó mà chia ra làm bốn nhóm ấy đấy, với cái performance từ tốt nhất đến kém nhất ấy, thì ở cái quartile đầu tiên là số 1 sẽ là những cái tốt nhất, rồi đến cái quartile số 2, rồi đến số 3, rồi số 4 ý. Đấy, thì chia ra làm 4 nhóm performance từ cao đến thấp. Đấy, thì bây giờ nếu mà cái fund A này nó nằm trong cái quartile số 1 ý, có nghĩa là nó thuộc 1 phần 4 cái đứng đầu đúng không? Là nằm trong cái nhóm mà có, nằm trong nhóm mà gồm những cái quỹ mà có performance tốt nhất ý. Đấy. Còn cái phần B thì quartile là số 2, có nghĩa là đấy, nếu phân ra làm 4 nhóm thì cái phần B nó sẽ chỉ nằm trong cái nhóm thứ hai thôi. Có nghĩa là cái performance nó vẫn ở trên mức trung bình ý, nhưng mà nó vẫn chưa phải là thực sự tốt nhất bằng với cái quartile số 1. Đấy, còn maturity thì là cái quãng thời gian mà hai quỹ này nó đã hoạt động được. Đấy, cái quỹ A thì đã hoạt động được 7 năm rồi. Còn quỹ B thì là mới được 3 năm thôi. Đấy, thì bây giờ từ cái bảng này thì họ bảo là so sánh đánh giá cái performance của hai quỹ này.
Vậy thì đáp án là như sau. Được cái phần A trước này. Thì mình nhìn vào chỉ số đầu tiên là cái DPI là 1,21. Thế mà DPI là 1,21 ấy, có nghĩa là cứ với mỗi một đô paid in capital hay là capital drawn down ấy, thì cái quỹ nó đã trả lại cho bên LP là 1,21 đô rồi. Đấy, tại vì là DPI là bằng cái phần mà đã distribute ra ngoài chia cho cái phần vốn mà đã góp vào cái quỹ, đúng không? Đấy, tiếp theo là RVPI là 1,35. Thì 1,35 thì cũng tương đối lớn ý. Trước hết là nó lớn hơn 1, đúng không? Đấy. Thì điều đấy có nghĩa là ở đây mình kỳ vọng là trong tương lai thì cái phần gọi là unrealized return ý, cái phần giá trị mà vẫn còn lại trong cái quỹ nó khá là lớn. Đấy. Nên là sau này khi mà cái PE fund mà nó exit những khoản đầu tư của nó ý, nó thu tiền về và phân phối ra cho bọn LP ý, thế thì mình sẽ kỳ vọng là cái khoản tiền sau này nó sẽ tương đối là lớn với cái chỉ số RVPI là 1,35 như thế này. Đấy. Tiếp theo là IRR này, thì ở đây họ nhận xét chung chung thôi. Họ bảo là cái gross IRR 18,4% và net IRR là 12,1% ý. Sau 7 năm hoạt động thì có thể coi là có performance là tốt. Đấy. Xong rồi cái fund A nó nằm trong cái quartile số 1 ý, có nghĩa nó thuộc trong cái nhóm gồm những cái quỹ mà có performance tốt nhất đi. Đấy, thì đấy là cái nhận xét cho cái quỹ A. Cái quỹ B này. Quỹ B ấy, thì thứ nhất là nó hoạt động được ngắn hạn hơn là quỹ A. Đấy, quỹ A là 7 năm, quỹ B là 3 năm thôi. Đấy, cái gross IRR của cái quỹ B là 2,1%. Và net IRR là âm 0,2%, có nghĩa là nó rất là bé. Đấy thì từ cái việc này thì họ đưa ra kết luận, họ dự đoán đấy là cái quỹ B này nó vẫn đang bị ảnh hưởng của cái J-curve effect. Đấy, J-curve effect thì nãy nó mình nói rồi là trong những năm đầu tiên ý, thì cái return của cái quỹ nó sẽ rất là nhỏ, thậm chí nó bị âm. Đấy, phải những năm sau này khi mà họ exit những khoản investment của họ, họ bắt đầu là họ kiếm được lợi nhuận ý, thì cái return nó mới cao lên. DPI là 0,26, thì thể hiện lên là cái khoản realized return thì nó vẫn khá là bé. Để cái số tiền mà phân phối ra cho bọn LP thì khá là thấp. Đấy, còn cái RVPI là 1,08, thì thể hiện là đấy, mặc dù là cái quỹ này nó mới hoạt động được 3 năm thôi, đấy, nhưng mà có vẻ như là cũng có một vài khoản đầu tư cũng đem lại lợi nhuận đi. Đấy, và cũng kỳ vọng là trong tương lai thì sẽ kiếm được cái return cao hơn. Đấy, hiện giờ thì nó mới hoạt động nên là chưa có return mấy. Đó, thì ra ví dụ số 7. Đấy, thì ở đây thì nhìn chung là mọi người sẽ cần phải là khi mọi người được cho cái thông tin về performance như thế này, đấy, IRR này, xong rồi DPI, RVPI và TVPI, đấy, nhưng mà sẽ phải hiểu và interpret được là thế thì những cái chỉ số này nó như thế này thì là tốt hay là không tốt đấy. Đấy, nó chỉ mang tính tương đối thôi. Đấy, nhưng nếu mà giả sử họ cho thông tin của hai cái quỹ A và B như thế này ở cạnh nhau chẳng hạn, thì rõ ràng là mình có thể nhìn thẳng ra được là cái IRR của thằng A nó lớn hơn thằng B khá là nhiều, đúng không? Đấy. Xong rồi cả những cái DPI, RVPI và TVPI thằng A lớn hơn thằng B rất là nhiều. Đấy, thì những cái như vậy nếu mà họ cho thông tin của nhiều quỹ khác nhau ấy, thì mình sẽ phải so sánh được là cái nào hơn cái nào. Sang chỉ số 8. Chỉ số 8 thì là tính toán những cái chỉ số về performance này. Đây, ví dụ này là một ví dụ tương đối là tổng quát. Có một quỹ PE fund thì có committed capital là 125 triệu. Rồi, cái distribution waterfall ấy là nó theo kiểu total return. Đấy, carry interest là 20%. Đấy, thì ở đây cái đề bài nó hơi thiếu một chút đấy. Đấy là total return này, nhưng mà cụ thể là theo cái dạng thứ nhất nhá. Có nghĩa là cái để mà bên GP được phép nhận carry interest thì cái value của cái fund ấy
nó sẽ phải lớn hơn là committed capital là 125 triệu. Rồi tiếp theo, carry interest là 20%, management fees là bằng 3% của paid in capital. Đấy, xong rồi họ cho một cái bảng ở phía dưới là thông tin về những cái capital call này, là những cái lần gọi vốn này, operating results là kết quả hoạt động của quỹ này, annual distributions có nghĩa là hàng năm cái quỹ nó trả ra bao nhiêu tiền cho bọn LP này. Đấy, họ cho thông tin như vậy cho tổng cộng là 6 năm, từ năm 2014 cho đến 2019. Đây thì ở đây nhá, thì giải thích nhanh qua về cái bảng này một chút. Đầu tiên là call down, thì đây là cái lượng vốn mà được gọi năm 2014 này. Thì ở đây giả định là vốn nó được gọi ở đầu năm nhá. Thì đầu năm 2014 ấy thì bọn LP nó ném 50 triệu vào để cho cái bọn GP nó đem đi đầu tư này. Sẽ đầu năm 2015 thì ném thêm 15 triệu. Đầu năm 2016 ném thêm 10 triệu, vân vân. Thứ hai, đấy là realized results với cả unrealized results. Hai cái này có thể gộp chung lại thành một dòng. Đấy là operating results. Thì realized results ấy, nó nói tới những cái profit, những khoản tiền mà nhận về được từ những cái khoản đầu tư mà đã hoàn thành rồi ấy. Đấy, những cái mà đã exit xong rồi, đã kết thúc cái khoản đầu tư đấy rồi, thì nó gọi là realized results. Còn unrealized results ấy, nó là cái giá trị của những cái khoản đầu tư mà vẫn chưa được exit, có là mình vẫn đang đầu tư dang dở ấy, vẫn chưa kết thúc. Đấy, và cái giá trị hiện tại của khoản đầu tư đấy nó là bao nhiêu ấy, thì nó là cái phần unrealized này. Đấy, nét tổng giá trị của những cái khoản đầu tư đã xong rồi, nhận về rồi, và những cái thứ mà vẫn còn đang dang dở ấy, thì giá trị nó là cái phần gọi là operating results của cái quỹ. Cuối cùng thì là distributions. Cái này là nói về việc là cái quỹ này thì nó trả ra bao nhiêu tiền hàng năm cho bọn LP thôi. Đấy, thì 3 năm đầu tiên thì không trả tí gì. Xong rồi 3 năm 2017-2019 thì mỗi năm thì trả một chút. Đấy, 25 triệu này, 45 triệu, xong 75 triệu. Đấy, thì mọi người thấy được cái trend ở đây. Đấy là những năm đầu tiên ấy thì vẫn còn đang đầu tư và vẫn chưa exit những khoản investment của họ ấy. Nên là cái khoản distribution ra ngoài cho bọn LP nó gần nó không có luôn. Đấy, nhưng mà dần dần về sau này thì cái phần distribution nó sẽ tăng dần lên. Đấy, là khi mà đã hoàn thành các khoản đầu tư rồi và nhận được tiền về rồi thì sẽ là phân phát những khoản tiền đấy cho bọn LP. Với thông tin như thế này thì câu hỏi thứ nhất là tính management fees, carry interest và net asset value của cái quỹ này. Câu thứ hai là tính những cái performance measures cho cái quỹ này ở thời điểm là cuối năm 2019. Thì bây giờ mình sẽ vào câu số 1 trước. Thì nó sẽ có một cái bảng. Đây thì cái bảng này là cái bảng đáp án mà là sau khi mà đã tính toán hết rồi. Đấy, thì giờ thì mình sẽ giải thích cho mọi người là cách tính từng cột của cái bảng này như thế nào. Cột đầu tiên nhá là 5 này. Cột này thì không có gì đúng không? Bỏ qua cột đầu tiên. Cột thứ hai là capital call down ấy. Cột này thì đề bài cho sẵn rồi. Đấy, 50 này, 15, 10, 25, 10 và 5. Đấy, thì cột số 2 là đề bài cho rồi. Cột số 3 là paid in capital. Thì cột số 3 nó được tính như thế nào? Cột số 3 ấy là paid in capital của một năm ấy, nó sẽ là bằng tổng tất cả những cái lượng capital đã được call down từ năm đầu tiên cho đến hiện tại. Đấy, có là năm đầu tiên nhá thì call down là 50 đúng không? Nên là paid in capital là 50. Năm thứ hai lại call thêm 15 nữa, nên là cái khoản cumulative nó là thêm 15 nữa là bằng 65. Đấy, xong rồi năm thứ ba thêm 10 nữa là bằng 75. Rồi thêm 25 là 100. Rồi thêm 10, rồi thêm 5 nữa. Đấy, có là cái cột paid in capital nó là bằng cái giá trị cumulative của cái cột đằng trước, là cái cột capital call down. Đấy, ở dưới thì mình có ghi cái cách tính toán từng cột nhá. Paid in capital là bằng cumulative capital call down này.
Tiếp đến thì management fee được tính như thế nào? Thì management fees ở bài này nhá, họ bảo là bằng 3% của paid in capital. Đấy, có nghĩa là management fees là đây là bằng 3% nhân với cả paid in capital. Có nghĩa là nhân với cột, ngay cột trước đấy thôi. Ví dụ mình lấy 50 mà nhân với cả 3% thì ra là bằng 1 này. Xong rồi 65 nhân với cả 3% thì ra là 1,3. 75 nhân với 3% là ra 1,5. Mới đợi một chút nhé để mình check lại xem là cái bài này thì nó là bằng 3% management fee hay là 2%. Cái này là 2% nhá. Sorry mọi người nhầm một chút, cái này là 2 này. Đấy, và ở đây thì nó ghi là 2 là đúng rồi. Đấy, thế là management fees là bằng 2% nhân với cả paid in capital. Cột tiếp theo là cột operating result. Cột này thì đề bài nó cho. Đấy, nó là bằng tổng của cái phần realized và cái phần unrealized ấy. Ví dụ năm đầu tiên là 0 cộng âm 5 thì là bằng âm 5 này. Năm thứ hai là 0 cộng âm 15 thì là âm 15. Năm thứ ba là 10 cộng 15 là bằng 25. Đấy, 35 cộng 10 là 45. 40 cộng 15 thì là 55. 80 cộng 25 là 105. Cái xong được 5 cột đầu tiên này. Cột thứ 6 là một cái giá trị nó gọi là net asset value before distribution. Đấy, thì cái này thì tính toán như sau. Net asset value before distribution ấy, nó sẽ là bằng cái net asset value after distribution của năm trước. Đấy, thì bây giờ nhá, là bởi vì là mình đang ở năm đầu tiên đi, là 2014 đi. Đấy, thì năm 2014 thì có nghĩa là ở cái năm trước đấy là chưa có gì xảy ra đúng không? Nên là sẽ không có cái giá trị này, còn nó bằng 0. Xong rồi cộng với cả capital call down trừ đi management fees, xong cộng với cả operating results. Thì ví dụ nhá, đây mình tính cái giá trị 44 này này sẽ là bằng capital call down của năm đấy là 50 trừ đi management fee là 1, xong rồi cộng với cả operating results là cộng với cả trừ 5. Đấy, là bằng 44. Đấy, thì mình tính một năm tiếp theo đi. Năm 2015 thì 2014. 2015 nhá. Thì cái số 42,7 nó sẽ là bằng cái net asset value after distribution của năm trước là cái số 44 này. Xong rồi cộng với cả cái lượng call down của năm 2015 là 15 trừ đi management fee là 1,3, sẽ cộng với cả operating results là cộng với cả trừ 15. Đấy, giờ phải tính thêm nốt một năm nữa nhá, tính cho năm 2018 đi. Thì 178,2 sẽ là bằng 115,4 cộng với 10 này, xong rồi trừ đi 2,2, xong rồi cộng với 55. Đó, thì đây là cách tính net asset value before distribution của cả năm. Tiếp theo nhá là cột số 7 là carry interest. Thì mọi người lưu ý này, đấy là ở đề bài họ bảo là cái waterfall ấy là nó theo phương pháp là total return theo kiểu thứ nhất. Đấy, thì kiểu thứ nhất thì là gì? Lúc nãy thì nói đến ấy, đấy là khi ta sẽ trả GP khoản carry interest nếu như mà cái portfolio value lớn hơn là committed capital.
Đấy, thì ở đây ở cụ thể ở bài này thì cái portfolio value ấy, mà mình dùng để so sánh với committed capital ấy, nó sẽ là cái net asset value before distribution. Đấy, nếu như mà cái giá trị này mà nó lớn hơn là committed capital ấy, thì khi đó thì bên GP mới được phép là nhận carry interest. Thì ở đây nhá, là 3 năm đầu tiên ý, thì carry interest đều bằng không hết. Lý do là bởi vì là cái net asset value before distribution này là nó đều nhỏ hơn là 150 triệu, 125 triệu. Và 125 triệu này nó chính là cái committed capital. Đấy, từ năm thứ tư trở về sau ấy là năm 2017. Đấy, từ năm 2017 trở về sau thì cái committed, thì cái gọi là cái net asset value before distribution nó mới lớn hơn là 125 triệu. Đây, 144 là lớn hơn này. Thì bây giờ mình sẽ tính carry interest của năm 2017 sẽ là bằng 144,2 là cái net asset value before distribution của năm đó nhá, trừ đi cái committed capital, xong rồi nhân với cả 20%, thì sẽ là bằng 3,8. Thì đấy là cách tính của carry interest của cái năm đầu tiên. Carry interest của 2017 này là bằng 20% nhân với cả net asset value before distribution của năm đó, trừ đi 125 triệu. Còn từ năm 2018 trở về sau ấy, thì carry interest nó sẽ là bằng 20% nhân với cả cái chênh lệch giữa cái net asset value before distribution của năm đấy và của cái năm trước đó. Ví dụ cái CI là cái carry interest của năm 2018 nó sẽ là bằng 178,2 này trừ đi 144,2 xong nhân với 20% 6,8. Đấy, cái carry interest của năm cuối cùng thì là bằng 234,1 trừ đi 178,2 nhân 20% là 11,2. Thế là coi như là tính được cái carry interest của cả năm. Cột tiếp theo là cột distributions, thì cột này thì đề bài cho sẵn rồi. Đây, 25 này, 45 và 75 và 3 năm cuối cùng. Đấy, đến cột cuối cùng nhá là net asset value after distribution ấy. Thì cái giá trị này nó sẽ là bằng cái gì? Nó sẽ là bằng net asset value before distribution trừ đi carry interest trừ đi distributions. Có nghĩa là ví dụ 44,0 này sẽ là bằng cái giá trị 44 này trừ đi carry interest là trừ 0, trừ đi distribution cũng là trừ 0 ấy, thì vẫn là bằng 44. Có nghĩa là ở 3 năm đầu tiên ấy, thì hai cái giá trị này là nó bằng nhau hết. Before và after distribution là đều bằng nhau hết. Nhưng mà 3 năm tiếp theo thì sao? Ví dụ năm 2017 chẳng hạn, 115,4 sẽ là bằng 144,2 trừ đi 3,8 trừ đi 25. Đấy, hay là 126,4 là bằng 178,2 trừ đi 6,8 trừ đi 45. Đấy, cứ trừ đi thì sẽ dẫn lấy cái before trừ đi hai cái khoản hai cột tiếp theo thì sẽ ra được cái after. Đấy, thì để mọi người nắm được cách tính toán cái bảng này nhá. Đấy, cái bảng này thì thực ra nó cũng tương đối là phức tạp ý. Đấy, mình nghĩ là học một lượt lần đầu tiên thì không thể nhớ được ngay. Đấy, nên là phần này thì mọi người cố gắng là về đọc lại kỹ một chút. Đấy, để mà nhớ được là cách tính toán từng cột như thế nào. Bước sang đến câu số 2 nhá. Câu số 2 là tính toán những cái performance measures của cái quỹ này. Rồi, thì đầu tiên là tính
return multiples này. Thì thứ nhất là DPI. DPI thì mình sẽ cộng ba cái khoản distribution này lại, 25 này, 45, 75, xong rồi chia cho paid in capital là 115 ở của cuối năm 2019 ấy, thì sẽ ra là DPI là bằng 1,26. RVPI là sao? RVPI là sẽ là bằng cái net asset value after distribution ở cái thời điểm mình tính là 147,9 này. Đấy, nó là cái giá trị còn lại vẫn nằm trong cái quỹ mà chưa được phân phối ra ngoài, chia cho paid in capital là 115 triệu. Đó, thì ra là 1,29. Còn TVPI là bằng tổng của hai cái kia thôi. 1,26 cộng 1,29 là bằng 2,55. Đấy, lưu ý nhé, đây là tính ở thời điểm 2019. Còn nếu mà người tính ở 2018 chẳng hạn, nó sẽ khác ý. Ví dụ DPI của năm 2018 chẳng hạn, nó sẽ phải là bằng 25 cộng 45 là hai khoản này, xong rồi chia cho 110. Đấy, hay là RVPI của 2018 sẽ phải là bằng 126,4 chia cho 110. Đấy, nên lưu ý là họ yêu cầu tính ở thời điểm nào thì mình sẽ phải tính ở thời điểm đó, không nhầm lẫn giữa các năm ý. Thế là xong phần return multiples. Tiếp theo là đến cái phần tính IRR này. Đấy, khi mà tính IRR thì mình sẽ tính gross với cả tính net, thì mình sẽ chia cái bảng này ra làm hai phần. Thì đầu tiên nhá, là bây giờ cột thứ nhất này là year end, có nghĩa là ở cuối các năm, cuối năm 2013 hay là đầu năm 2014 ấy, thì mình có call down một cái lượng capital là 50, đúng không? Đây, ở đề bài họ có cho, và đưa xuống dưới này. Đấy, ở đây đề bài nó cho là 2014 thì call down là 50, thì đầu năm 2014 thì nó là cuối năm 2013 ấy. Đấy, nên là đây cuối năm 2013 thì call down là 50 này. Xong rồi 15, 10, 25, 10 và 5. Đấy, thì đây là thông tin ở đề bài nhá, thì biết là cột này rồi này. Tiếp theo là operating results. Cái này thì đề bài nó cũng cho. Đấy, ở ngay phía trên thôi. Ở ngay cái bảng phía trên thì có đấy là đây, cái operating results của cả năm là trừ 5 này, trừ 15, 25, 45, 55 và 105 ý. Đấy, thì cái cột operating results cũng lấy ở phía trên nhá. Đấy, thì coi như đây là mình đã có hai cái cash flow xảy ra. Đấy, một cái cash flow xảy ra ở đầu mỗi một năm ý, là mình call down. Call down có nghĩa là mình sẽ phải dưới góc nhìn là của cái thằng investor ấy, là mình sẽ phải đưa tiền cho cái quỹ, đúng không? Có nghĩa là cái này nó là một cái outflow. Còn cái operating results ấy, có thể coi như đây là cái số tiền mà cái quỹ nhận về, thì nó một cái inflow. Nên giờ mình sẽ ghép hai cái cash flow này với nhau ấy, để tính ra được cái cash flow dùng để tính gross IRR. Thì cái cash flow của mỗi một năm nhá, nó sẽ là bằng trừ của cái call down cộng với cả cái operating results ấy. Ví dụ là năm 2013 chẳng hạn. Thể nhá. Năm 2013 nếu phải là call down là 50 đúng không? Thì mình là bị âm 50 là outflow này. Operating results thì là 0, là bằng trừ 50.
2014 thì cái call down ở cuối năm 2014 hay đầu năm 2015 ý, đấy là mình phải call down 15 này. Còn cái dòng tiền nhận về thì là trừ 5 thì là bằng trừ 20. Đấy, tương ứng thì mình tính ra là cái cash flow ở cuối mỗi năm là bao nhiêu ấy. Cái sao mà nhìn ra được cái cột cash flow này nó là bằng tổng của hai cột phía trước. Đấy, nhưng mà lưu ý đấy là mình sẽ phải thêm cái dấu trừ vào đằng trước cái phần call down này thôi. Đấy, trừ cái này xong rồi cộng với cả cái cột tiếp theo thì sẽ bằng cái cash flow. Đó, thì sau khi mà có đến cái cash flow ở mỗi một năm rồi thì mình sẽ nhập vào máy tính. Đấy, đây là CF0 này, CF1, CF2, CF3, CF4, CF5 và CF6. Đấy, tương ứng là mình sẽ có 6 cái cash flow này. Mình nhập vào máy tính và mình tính ra được là cái IRR ấy, nó sẽ là bằng 16,1%. Thì cái này nó là cái gross IRR, là cái IRR của cái quỹ trước khi mà trừ đi các cái loại phí là management fee với cả carry interest. Theo xong phần tính gross IRR rồi nhá. Bây giờ tính net IRR thì sao? Để mà tính net ý, thì mình sẽ phải trừ thêm hai khoản nữa là management fees với cả carry interest. Đấy. Thì phần này nó cũng đơn giản thôi. Từ cái gross, từ cái cash flow ở bước trước này, giờ mình sẽ trừ đi hai khoản này thì sẽ ra được cái cột cuối cùng. Đó, cái này chắc là dễ dàng nhìn ra được thôi. Đấy, thì bây giờ mình có được cái cash flow của mỗi một năm sau khi đã trừ đi management fee với cả carry interest ý, thì mình đã nhập vào máy tính thôi. Đây là CF0 này, CF1, vân vân vân. Đấy, đây là CF6. Người bấm máy tính ra thì ra được cái IRR nó là bằng 11,3%. Đây là net IRR. 16,1 lúc nãy thì nó là gross IRR. Đấy, nên tổng kết lại nhá, thì về cái phần tính performance measures này thì mọi người sẽ cần phải biết cách là đấy soạn ra cái bảng như thế này để tính ra những cái giá trị là management fee này, paid in capital này, net asset value before cũng như là after distributions, xong rồi carry interest. Đấy. Xong rồi phải tính được những cái performance measures, cụ thể là có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là return multiples thì gồm DPI, REPI với cả TVPI. Đấy, nhóm thứ hai là cross với cả net IRR thì là dùng máy tính để bấm. Đấy, và vậy là cũng kết thúc được bài số 36 là bài về private equity. Giờ thì sang đến bài số 37 là bài về commodities. Đấy, thì trước khi mà đi vào bài này thì mình có một cái lưu ý như sau. Đấy là cái bài 37 này thì hầu hết đến tầm khoảng 80 đến 90% bài này là toàn là lý thuyết. Đấy, và nó có nhiều cái lý thuyết nó cũng tương đối là chán hoặc là nó cũng rất là dài dòng ý. Đấy, nên là trên lớp thì cũng sẽ không thể là nói quá là kỹ được. Vì vậy nên mục tiêu ở trên lớp là mình sẽ chỉ đi qua được những cái ý quan trọng nhất để mọi người có một cái tổng quan, để mọi người về để mọi người tự đọc lại sách một lượt ý, thì nó sẽ dễ vào hơn và dễ nắm bắt hơn ý. Đấy, chứ trên lớp thì không bao giờ có thể đủ thời gian để mà nói kỹ được về từng những cái phần kiến thức cụ thể của cái bài này. Rồi thì mình sẽ bắt đầu nhá. Đấy là bài bài 37 là về commodities. Thì đầu tiên là giới thiệu commodities thì là gồm những cái loại hàng hóa gì. Đấy, phần này thì level 1 thì có học rồi. Thì bây giờ thì họ nhắc lại thôi. Thì tổng cộng là họ chia ra làm 6 nhóm chính.
Thứ nhất là energy là năng lượng. Đấy, năng lượng thì sẽ gồm một số thứ như là dầu thô này, cái khí tự nhiên này, khí đốt, than hay là những cái sản phẩm mà được tinh chế từ dầu thô ấy. Đấy, thì trong 6 cái nhóm, 6 nhóm ngành commodity này thì cái nhóm ngành energy này, này là cái thứ lớn nhất, để có value lớn nhất trong tất cả các ngành. Thứ hai là grains. Thì grains thì nó là ngũ cốc. Đấy, ngũ cốc là cái thứ như kiểu là ngô, đậu nành, lúa mì với gạo. Đấy, những cái thứ tương tự. Thứ ba đấy là industrial hay là base metals, là những cái kim loại công nghiệp. Đấy, kim loại công nghiệp là những cái thứ như kiểu là đồng, nhôm, niken, kẽm, chì, thiếc, sắt. Đấy, mấy thứ tương tự. Đấy, các loại kim loại cũng khá là hay gặp. Thứ tư là livestock. Livestock thì là thịt động vật ý. Đấy, thì họ sẽ chăn nuôi những cái động vật như kiểu là lợn hay là cừu hay là gia súc, gia cầm để lấy thịt. Thứ năm là precious metals. Đấy, kim loại quý như kiểu là vàng, bạc, bạch kim. Thứ sáu là soft. Thì soft ở đây là viết tắt của soft commodities, là những cái hàng hóa mềm. Hàng hóa mềm thì nó chính là những cái loại hoa màu ấy, như kiểu là bông, cacao, đường, cà phê. Đấy, thì ở đây thì mình mới chỉ giới thiệu qua được là nó có 6 cái nhóm ngành, 6 cái nhóm loại hàng hóa như này thôi. Đấy, trong sách thì họ có liệt kê ra những cái yếu tố liên quan tới nền kinh tế mà tác động lên cái supply và demand của 6 cái nhóm ngành ấy. Đấy, nhưng mà phần đấy trong sách nó rất là dài và cũng không, mình nghĩ là cũng chẳng có ai có thể học thuộc hay là nhớ được đâu. Đấy, bởi thế cho nên nhá, là để học được cái phần này thì nghĩ là cũng nên là đọc qua lại trong sách một lần. Đấy, để biết là họ nói cái gì. Xong rồi làm bài thì chủ yếu là mình sẽ đoán thôi. Đấy, sẽ dùng common sense để mà suy luận đi. Đây, ví dụ nhá, cho mọi người xem thử này. Là ở trong sách nó có một vài cái ví dụ ý. Thế giả sử là cái ví dụ số 1 này, đấy họ hỏi là thế thì industrial activity thì nó sẽ ảnh hưởng lớn nhất tới demand của cái loại commodity nào. Đấy, A là copper này, là đồng này. B là natural gas, là khí đốt này. C là soft, đấy là cái loại hoa màu ý. Đấy, thì từ đây thì có thể là đoán ra được ý, là industrial activity thì nó sẽ dùng tới industrial metal đúng không? Nên nó sẽ ảnh hưởng tới copper ý. Thì đáp án là A ý. Đấy, hay là một ví dụ khác là ví dụ số 2. Nó hỏi là những cái sector nào sau đây thì nó bị ít bị ảnh hưởng nhất về mặt ngắn hạn bởi những cái rủi ro về khí hậu. Đấy, thì ở đây thì giữa ba cái này thì cái đáp án đúng nó là C, là precious metals. Cái energy với cả livestock thì nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi weather hơn, nhất là livestock ý. Còn về kim loại thì đấy, mình có thể đoán ra được là nó cũng không bị ảnh hưởng gì mấy bởi những yếu tố liên quan tới môi trường hay là khí hậu ý. Đấy, thì thường những câu hỏi liên quan tới phần này thì mình có thể đoán ra được. Nên mình nghĩ là cũng khó có thể là ngồi học thuộc hết những thứ trong sách ấy. Đấy, nên là chắc là chỉ cần nên là đọc qua lý thuyết một lượt. Đấy, xong rồi áp dụng những cái kiến thức mình sẵn có để mà đoán ra thôi. Thường họ sẽ không hỏi những câu như thế này trong bài thi đâu. Đấy, và nếu mà họ có hỏi thì mình nghĩ là nó cũng sẽ tương đối là dễ. Nên không cần phải lo phần này lắm đâu. Rồi phần tiếp theo, đấy là life cycle. Là nó từ cái chu kỳ, cái vòng đời của những cái hàng hóa này. Đấy, phần này thì mình sẽ chỉ là tổng quan lại, ngắn gọn thôi. Tại vì trong sách nó lại nói rất là dài dòng. Đầu tiên là về khí đốt nhá. Đấy, về năng lượng này. Đấy, năng lượng thì đầu tiên là có khí đốt. Khí đốt thì họ bảo là có thể là được sử dụng trực tiếp, ngay lập tức. Ngay sau khi mà khai thác nó từ dưới lòng đất ý. Dầu thô thì sẽ không thể sử dụng ngay lập tức được, mà sẽ phải được biến đổi sang thành một dạng khác thì mới dùng được ý.
Đấy. Còn những cái sản phẩm tinh chế từ dầu thô thì thường là sẽ đấy, nó sẽ qua rất nhiều bước tinh chế khác nhau để phụ thuộc vào việc là cái chất lượng của dầu thô đấy nó có tốt không, hay là đấy, cái những cái loại sản phẩm tinh chế này thì nó được dùng để làm gì. Đấy, thứ hai là các cái loại kim loại, đấy, kim loại công nghiệp hay kim loại quý, thì họ bảo là cái vòng đời của những cái loại kim loại như này thì nó thường rất là linh hoạt, rất là đa dạng. Đấy, bởi vì những cái quặng đá, quặng kim loại hay là những cái thành phẩm tạo ra được từ kim loại ấy, thì là có thể được lưu trữ rất là lâu. Thứ ba là về gia súc gia cầm này. Đấy, động vật gia súc gia cầm nói chung thì có thể là chăn nuôi quanh năm được. Đấy. Nhưng mà cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết cũng như là cái chất lượng của thức ăn ấy. Đấy, nếu mà thời tiết mà tốt, thức ăn cho gia súc gia cầm mà nó chất lượng cao thì đấy, cái cân nặng của những cái gia súc gia cầm đấy nó cũng tăng lên đi. Đấy, bởi thế là những cái yếu tố như kiểu là thời tiết hay là chất lượng thực phẩm nó cũng tác động tới cái chất lượng của livestock, số lượng của livestock, cái số lượng con vật mà có thể dùng để giết mổ ấy. Thứ tư là grains. Thế thì grains thì là những cái loại gọi là đấy, như kiểu là ngô, đậu nành, lúa mì hay là gạo ấy, các loại gọi là ngũ cốc ấy. Đấy, thì họ bảo là cái mùa vụ của những cái loại ngũ cốc ấy thì nó sẽ có hai cái bán cầu là bán cầu Bắc và cầu Nam ấy. Đấy, thì cái mùa vụ của hai nửa bán cầu nó sẽ ngược với nhau. Đấy, xong rồi trồng những cái cây ngũ cốc này thì nó thường là có bốn bước ấy. Cái bước thứ nhất thì là đấy là trồng trồng cây này. Bước thứ hai thì là nó sẽ lớn lên, nó sinh trưởng. Bước thứ ba là nó tạo ra được cái sản phẩm, tạo ra được cái hạt ngũ cốc ấy. Sau bước thứ tư thì là thu hoạch. Thì cái này thì họ cũng chỉ nói chung chung để biết thế thôi nhá, cũng chẳng quan trọng lắm đâu. Thế thứ năm thì là sort hay là những cái gọi là hoa màu ấy. Thế thì họ có đưa ra một cái ví dụ tiêu biểu đấy là cà phê. Cái cà phê thì họ bảo là thường là có thể là được thu hoạch quanh năm ở những cái nước mà ở gần xích đạo. Rồi, theo xong phần đầu tiên, đấy cái phần overview. Nhìn chung phần này nhá thì dưới góc nhìn của mình nghĩ là không quan trọng. Không cần phải dành quá nhiều thời gian vào phần này đâu. Đấy, cứ đọc qua một lượt trong sách, xong rồi làm bài tập luôn thì sẽ biết là nó hỏi như thế nào ấy. Ở cái phần cuối của phần 1 La Mã này thì nó còn nói qua một chút về việc định giá các loại commodities. Đấy, phần này thì ngắn gọn thôi là như sau. Commodities ý, thì nó hầu hết là những cái tài sản hữu hình. Đấy, nó khác với cả bond, với stock hay là những cái tài sản tài chính khác ấy. Commodities thì nó có thể sinh ra những cái khoản cash outflow. Ví dụ như là cái chi phí vận chuyển hay là chi phí lưu trữ chẳng hạn. Và hầu hết những cái khoản đầu tư vào commodity là sẽ được thực hiện thông qua là việc sử dụng phái sinh. Đấy, và nhất là những cái hợp đồng futures. Ý thứ hai là về việc định giá. Đấy, hết định giá thì mình học về bond với stock ở các môn khác ấy, thì cũng biết là bond với stock thì sẽ được định giá bằng cái thường là bằng phương pháp tính PV đúng không? Thì có cái cash flow trong tương lai, xong rồi tính PV ra để ra cái intrinsic value ở hiện tại. Đấy thì đối với commodity thì nó hơi khác một chút. Thì cái việc định giá commodity nhìn chung là sẽ là xoay quanh cái việc là mình sẽ dự đoán cái giá của cái commodity ở trong tương lai. Và cái giá này ở trong tương lai nó sẽ phụ thuộc vào những cái yếu tố về supply và demand. Đấy, những cái yếu tố vĩ mô ấy. Đấy. Xong rồi nó sẽ phụ thuộc vào cái expected volatility là cái độ biến động mà kỳ vọng ở trong tương lai về giá của cái commodity đấy nó là như thế nào ấy. Đấy, thì có thể hình nhớ chung chung là bond với stock thì sẽ thường là tính PV của cái dòng tiền trong tương lai, còn commodities thì sẽ là phải đánh giá những cái yếu tố liên quan tới nền kinh tế, tới vĩ mô, tới supply và demand, tới volatility.
sang đến phần 2. Thì phần 2 thì họ nói tới commodity futures. Đấy, lý do họ nói phần này là bởi vì là những hợp đồng futures là một trong những cái hợp đồng phái sinh mà thường được sử dụng nhiều nhất để mà đầu tư vào commodity. Đấy, phần đầu tiên họ giới thiệu là những cái thành phần tham gia vào thị trường futures. Đây, phần này thì cũng khá là quen thuộc. Đấy, thì gồm một số bên như sau này. Thứ nhất là traders and investors là các nhà đầu tư này. Thứ hai là exchange, là những sàn giao dịch. Analyst là cái bọn phân tích. Regulators là cái bọn quản lý chính quyền. Thì ở đây họ lại phân nhỏ ra hơn. Thì phần này mình sẽ giải thích qua một chút nhá. Thế cái nhóm gọi là traders với cả investors, họ lại chia ra làm 3 nhóm nhỏ hơn. Nhóm thứ nhất thì được gọi là informed investors. Nhóm thứ hai thì gọi là liquidity providers. Nhóm thứ ba thì được gọi là arbitragers. Thực ra cái cách phân chia này của họ cũng hơi ngu si một chút đi, và cũng bị overlap với nhau ý. Đấy, nhưng mà thôi mình cứ nói qua, tại vì ở trong sách thì họ có dạy tới. Cái nhóm informed investors này chia làm hai cái nhỏ hơn, là hedgers với cả speculators. Đây thì bà giải thích nhanh qua về những cái định nghĩa này nhá. Đầu tiên là hedgers. Thì hedgers là những cái thằng mà nó có exposure đối với commodity và nó muốn hedge cái rủi ro đó. Đấy. Thì cụ thể điển hình nhất của hedger sẽ là có hai bọn. Một bọn được gọi là producers. Producers là cái bọn mà sản xuất ra các loại hàng hóa ấy. Đấy. Thì những cái bọn này thì trong tương lai nó sẽ bán cái sản phẩm của nó ra bên ngoài, đúng không? Đấy, thì sẽ có cái rủi ro về giá bán ấy. Nên là cái bọn producers thì thường là nó sẽ hedge cái rủi ro của nó bằng việc là short futures. Đấy. Ngược lại bên producers thì sẽ có cái bọn gọi là consumers, là những cái bọn mà sử dụng những cái loại hàng hóa. Đấy, như kiểu là họ dùng những hàng hóa đấy để làm nguyên liệu để tạo ra những cái thành phẩm khác chẳng hạn. Đấy, thì cái bọn consumers là cái bọn mà muốn mua những cái commodity ở trong tương lai. Thì để mà hedge được cái rủi ro đó thì cái bọn consumers thì sẽ sử dụng là long futures. Đấy, cái đấy thì khá là dễ hiểu đúng không? Thế là xong hai bọn này. Và cũng xong khái niệm là hedgers này. Thứ hai là speculators. Thì speculators thì là những cái thằng mà gọi là đầu cơ ấy. Cái đầu cơ thì hiểu đơn giản là cái bọn này nó sẽ có một cái view về cái giá của commodity ở trong tương lai ấy. Thể view là giá nó tăng lên hoặc là giá nó giảm đi chẳng hạn. Nếu mà view là giá trong tương lai tăng lên thì họ sẽ long futures. Còn view là giá giảm đi thì họ sẽ short đi. Đấy, thế bản thân thằng speculators thì nó không có một cái exposure nào cả. Mà nó chỉ tham gia vào những cái giao dịch để nó thể hiện cái view của nó thôi. Đấy, thì từ đó hai thằng này thì được gọi là informed investors. Nhóm tiếp theo thì nó gọi là liquidity providers. Thì cái bọn này là những cái bọn mà thường là counterparties cho cái bọn informed investor ở phía trên. Đấy, có là cái bọn liquidity providers sẵn sàng là sẽ cung cấp cái sự thanh khoản, cung cấp capital cho cái thị trường futures. Đấy, thì bù lại thì cái bọn liquidity providers này là nó sẽ kỳ vọng nó sẽ phải nhận được một khoản premium từ việc là nó cung cấp capital hay là liquidity. Đấy, nhưng một cái ví dụ điển hình nhá là cái bọn producers này chẳng hạn. Cái bọn producers này thì có phải là nó muốn short futures đúng không? Để mà nó chốt được một cái giá bán cho những cái sản phẩm hàng hóa mà nó tạo ra trong tương lai. Đấy, thì như vậy thì cái bọn liquidity providers có thể sẵn sàng là giao dịch với cả cái bọn producers này, đóng vai trò là counterparty. Đấy. Và cụ thể hơn là cái bọn liquidity providers nó sẽ như kiểu là cung cấp một cái dịch vụ bảo hiểm cho bọn producers.
nó đóng vai trò là cái bên counterparty để nó bán bảo hiểm cho bên này. Khi nếu mà bán bảo hiểm cho đem lại sự an toàn cho bọn producers thì cái bọn liquidity providers nó kỳ vọng là sẽ phải nhận được một khoản lời, đấy là một khoản premium nhất định từ những cái giao dịch như vậy. Cuối cùng là khái niệm là arbitrageurs. Cái khái niệm này thì như học ở level 1 ấy, thì arbitrageurs là những cái thằng mà tận dụng những cái sự chênh lệch về giá, đúng không? Kiểu gọi là mispricing ấy. Cùng một thứ mà ở chỗ này nó có giá thấp và chỗ kia giá cao chẳng hạn, thì sẽ mua cái thứ giá thấp và bán cái thứ giá cao để mà ăn cái phần chênh lệch ấy. Đấy thì ở khái niệm arbitrageurs ở cái phần commodity sẽ nó hơi khác một chút. Nó khác là như sau này. Mình nhắc lại một chút về khái niệm gọi là futures price. Thì có vẻ là cái futures price là cái giá của những hợp đồng tương lai ấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều cái yếu tố. Đấy, cái này ở môn phái sinh thì học rồi nhá, nhưng mà giờ mình sẽ chỉ nhắc qua lại thôi. Nó sẽ phụ thuộc vào cái spot price này. Nó sẽ phụ thuộc vào những cái là benefit mà cái underlying nó đem lại trong suốt quãng đời của cái hợp đồng ấy. Hay nó sẽ phụ thuộc vào những cái cost sinh ra trong cái quãng đời của cái hợp đồng. Đấy. Thì những cái cost mà liên quan tới commodities ấy, thì nó gồm hai thứ. Đấy là transportation với cả storage. Thì cái bọn arbitrageurs của commodity ấy, là những cái bọn mà nó trực tiếp là có thể tham gia vào cái việc là vận chuyển hoặc là lưu trữ các loại hàng hóa. Và khi mà cái bọn arbitrageurs nó có thể làm được như vậy, thì nếu như mà những cái chi phí của việc vận chuyển và lưu trữ ấy, nó trong thực tế ấy, nó lại khác so với cả cái chi phí mà phản ánh lên trên cái futures price này. Có nghĩa là nó có arbitrage opportunity, đúng không? Đấy, là cái giá mà được, cái cost mà được phản ánh ở trên futures price nó khác với cái cost thực sự mà cái bọn arbitrageurs này nó phải chịu ấy. Đấy, thì cái sự chênh lệch đấy thì dẫn tới cái việc là bọn arbitrageurs nó sẽ nhảy vào và nó tận dụng. Đấy, thế là xong nhá. Đấy, phần này thì mình đoán chắc là cũng không quá là quan trọng đâu. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là vẫn có thể câu hỏi họ hỏi vào ấy. Đấy, nên là nhìn chung thì mọi người sẽ cần phải nắm qua được là vai trò của những cái thằng participant là gì, cái speculator thì làm gì này, hedger thì làm gì, liquidity provider thì làm gì. Đấy, trong sách thì họ nói đầy đủ và dài dòng hơn. Đấy, ở đây thì mình chỉ tóm tắt lại những cái ý chính thôi. Cơ sang phần tiếp theo nhé. Phần tiếp theo thì là về hai khái niệm. Đấy là spot price với cả futures price. Đây thì phần này nó có hai ý như sau này. Ý thứ nhất thì có một khái niệm gọi là basis. Thì basis thì nó sẽ được tính là bằng cái spot price của một commodity trừ đi cái futures price của một cái hợp đồng futures mà có cái underlying nó cũng là cái commodity đó ấy. Thì nếu như mà cái basis mà nó là số dương ấy, nó lớn hơn không ấy, điều đấy có nghĩa là spot price nó lớn hơn là futures price, đúng không? Mà spot price mà lớn hơn là futures price ấy, có nghĩa là cái futures curve là nó downward sloping. Đấy, đây là time này. Đây là futures price. Đấy, nếu mà spot price mà lớn hơn là futures price nhá, nếu mà cái giá trị basis này mà nó là số dương, suy ra là cái futures curve là downward sloping. Mà futures curve là downward sloping ý, thì cái thị trường họ gọi là ở cái trạng thái là backwardation. Đấy, cái khái niệm này thì ở level 1 có nhắc tới rồi ấy. Thì có thể mọi người vẫn nhớ. Ngược lại, nếu mà cái basis mà nó là số âm, có nghĩa là cái spot price nó
lớn, nó nhỏ hơn là futures price ấy. Thì cứ hiểu đơn giản ấy, là spot price thì nó là chính là cái futures price của một cái hợp đồng mà có kỳ hạn là bằng không. Nếu mà spot price mà giờ lại bé hơn là futures price, có nghĩa là một cái hợp đồng có kỳ hạn là bằng không thì có giá thấp hơn là một cái hợp đồng futures mà có một kỳ hạn dài hơn, lớn hơn là không. Để có nghĩa là kỳ hạn càng dài thì cái futures price càng lớn. Khi đó thì cái futures curve nó lại là upward sloping. Và họ gọi cái thị trường ở thời điểm đó là in contango. Đấy, thì cái này thì chắc là nhắc lại thì mọi người vẫn nhớ là level 1 thì có được học qua hai khái niệm này rồi. Để có thể là quên, không nhớ rõ ấy, nhưng mà nhắc lại cái tên thì chắc là thấy quen quen. Đấy, thì ở đây thì đơn giản là nhớ thôi, mình nghĩ là tìm cách học thuộc. Đấy, đơn giản như vậy, không có gì sâu xa cả. Cái ý thứ hai, có một khái niệm nó gọi là calendar spread. Thì calendar spread nó tính như sau, nó bằng near term futures price, có nghĩa là nó là bằng cái futures price của một cái hợp đồng futures mà có kỳ hạn ngắn, đấy, sắp đáo hạn ấy, trừ đi longer term futures price, là trừ đi cái futures price của cái hợp đồng futures mà có kỳ hạn dài hơn. Đấy, ví dụ là một cái kỳ hạn là 1 tháng, cái kỳ hạn 3 tháng chẳng hạn. Đấy, thì ý nghĩa của cái calendar spread này nó khá là giống ý nghĩa của cái basis ở phía trên ý. Nếu mà cái calendar spread là số dương, có nghĩa là những cái hợp đồng kỳ hạn ngắn nó lại có giá cao hơn những cái hợp đồng futures kỳ hạn dài ý. Điều này có nghĩa là cái futures curve là downward sloping, và nó là cái trường hợp là backwardation. Ngược lại, nếu mà cái calendar spread nó là số âm thì là contango. Đấy, nên là phần này nhá, mọi người nhớ được những cái thứ mình biết ra đây là được, chỉ như vậy thôi. Thế là basis về calendar spread được tính như thế nào, là cái gì trừ đi cái gì này. Đấy, nếu mà cái basis là calendar spread mà là âm thì là làm sao, mà dương thì làm sao. Đấy, thường cái phần này họ mà hỏi, họ sẽ chỉ hỏi lý thuyết thôi, họ không bắt mọi người phải tính đâu ý. Thế sẽ không bao giờ họ cho là cái near term futures price là bằng từng này, longer term là bằng từng này, rồi tự dưng lại bắt tính calendar spread ý. Đấy, thường họ sẽ không hỏi như vậy, họ sẽ chỉ hỏi để yêu cầu mình suy luận ra là cái thị trường nó đang ở tình trạng nào thôi, là backwardation hay là contango. Đấy, thế là xong phần đấy nhá. Phần tiếp theo thì là một số cái thuyết giải thích về futures return. Hay nói một cách khác ấy, là ở đây nó có ba cái thuyết. Ba cái thuyết này thì tìm cách giải thích xem là cái futures curve ấy, là nó upward hay là downward sloping, và cái thị trường thì nó đang là backwardation hay là contango. Đấy, thì ba cái thuyết này mục tiêu là để trả lời những câu hỏi như vậy. Đấy, thì nghe thì có vẻ là cao xa, nhưng mà ba thuyết này thì nó khá đơn giản thôi. Cái thuyết thứ nhất thì được gọi là insurance theory. Cái này thì tóm gọn là như sau ấy. Cái thuyết này nó bảo là thị trường ấy, nó phải là ở cái tình trạng là backwardation. Lý do là bởi vì là những cái thằng producers, những cái thằng mà sản xuất ra các loại hàng hóa ấy, thì nó sẽ muốn hedge những cái rủi ro. Đấy. Và để mà hedge rủi ro của những cái hàng hóa mà tạo ra ấy, thì cái bọn này sẽ short futures. Đấy. Mà short futures nhiều ấy, thì nó sẽ khiến cho cái giá futures price nó bị đẩy xuống thấp hơn. Đấy. Cuối cùng nó khiến cho cái futures price nó giảm thấp hơn cái spot price. Đấy, mà futures price mà nhỏ hơn là spot price, có nghĩa là cái basis nó là số dương ấy, và cái futures curve nó là upwards, nó là downward sloping. Đây mình biết kỹ lại ra nhá, cho đỡ nhầm này. Nếu như mà cái
futures price nhỏ hơn là spot price. Suy ra basis là số dương đúng không? Suy ra là backwardation. Đấy, chỉ đơn giản như này thôi. Cái thuyết thứ hai thì gọi là hedging pressure hypothesis. Thì thuyết thứ hai này thì nó bổ sung thêm cho cái thuyết đầu tiên. Đấy, thì thuyết đầu tiên ấy là mới chỉ xét tới cái bọn là producers thôi. Thì cái thuyết thứ hai là xét thêm cả bọn consumers nữa. Đấy, bọn consumers thì nó cũng cần phải hedge những cái rủi ro, và nó sẽ hedge những cái rủi ro bằng cách là nó long futures ấy. Nên là sẽ có hai cái bọn hedgers này là đối ngược với nhau. Đấy, bên producers thì sẽ làm đẩy cho cái giá futures nó giảm xuống, còn cái bên consumers ấy, thì sẽ đẩy cho cái giá futures nó tăng lên. Đấy, theo như kiểu là supply và demand ấy. Thì cái bên nào mà mạnh hơn ấy, thì sẽ lấn át ở bên kia. Cụ thể là nếu mà cái bên producers mà mạnh hơn ấy, thì nó sẽ khiến cho cái thị trường là ở tình trạng là backwardation, tại vì là cái giá futures nó bị đẩy xuống thấp hơn ý. Còn nếu mà cái bên consumers lại mạnh hơn, đẩy cho cái giá futures nó cao lên ý, thì cái thị trường nó ở cái tình trạng là contango. Đấy, thì rõ ràng mọi người nghe qua về hai mấy cái thuyết này cũng nhận ra được là cái thuyết này nó cũng rất là đơn giản ý, và nó cũng có nhiều thiếu sót ý. Như cái thuyết thứ hai này chẳng hạn, thì ở thị trường đâu phải là chỉ có mỗi bọn hedgers đâu, vẫn còn những cái bọn khác ấy, như kiểu là speculators, xong rồi liquidity providers, vân vân ấy. Nên là những cái thuyết này nó sẽ không cover được tất cả cái khả năng có thể xảy ra, và nó cũng không được thực tế cho lắm ấy. Đấy, đến cái thuyết thứ ba thì được gọi là theory of storage. Thì cái thuyết này thì nó hơi khác hai thuyết phía trên là một chút. Ở cái thuyết thứ ba này thì họ bảo là cái futures curve ấy, nó là upward hay là downward sloping ấy, nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là nó phụ thuộc vào commodity inventories, có nghĩa là những cái hàng hóa này thì nó có nhiều hay không ấy, nó có khan hiếm hay không, có nhiều hàng hay không. Đấy, và từ đó thì cũng suy ra được là sẽ phụ thuộc vào cái vấn đề về supply và demand của cái món hàng này. Đây thì cụ thể này, futures price là bằng spot price cộng với cả direct storage cost to the convenience yield. Công thức này thì có học ở level 1 rồi này, xong rồi cũng có nhắc ở môn phái sinh rồi, thì sẽ nhắc nghe lại công thức ở môn phái sinh nhá. Công thức ở môn phái sinh ý, đấy là cái futures price sẽ là bằng spot price nhân với cả 1 cộng R mũ T đúng không? Xong rồi trừ đi những cái benefit ở thời điểm T lớn này, xong rồi cộng với những cái cost ở thời điểm T lớn ý. Đấy, benefit thì xét lên một ký hiệu là gamma, còn cost thì là theta. Đấy, như cái benefit của commodity ý, thì họ gọi nó là convenience yield, để cái này đại diện cho gamma. Những cái cost ý, thì là direct storage cost, thì nó là theta. Đấy, còn công thức ở cái reading này ý, nó không có cái phần nhân với 1 cộng R mũ T này ý, thì cũng không sao, nhưng có thể bỏ qua. Đấy, nó không quá là quan trọng ý. Đấy, nên là phần này họ chỉ ghi là spot price thôi. Đấy, từ cái công thức đơn giản hóa này mà reading này họ đưa ra ấy, thì có thể đưa ra kết luận đấy là futures price thì nó sẽ phụ thuộc vào cái spot price ở hiện tại này, phụ thuộc vào cái direct storage cost và phụ thuộc vào convenience yield. Đấy, và điều đấy có nghĩa là sao? Điều đấy có nghĩa là như thế này, là nếu như mà cái storage cost nó lại lớn hơn là cái convenience yield ấy, có nghĩa là cái hiệu này nó sẽ lớn hơn không. Hiệu này mà lớn hơn không ấy,
nó dẫn tới cái việc là futures price sẽ lớn hơn là spot price. Và cái thị trường nó là ở tình trạng là contango. Ngược lại, nếu mà cái cost ấy, nó lại bé hơn là cái convenience yield ấy, thì cái hiệu này nó lại là số âm. Đó là cái việc là futures price nó lại bé hơn là spot price. Và cái thị trường nó ở cái tình trạng là backwardation. Đó, thì đấy là cái thuyết số 3. Bước sang tới phần kiến thức tiếp theo. Phần kiến thức tiếp theo này, components of futures return. Đây phần này nhá, họ nói về việc ý, là nếu bây giờ mình làm thằng investor và mình muốn tham gia vào việc là mình long một cái hợp đồng futures ở trên sàn ý. Đấy, thế thì cái total return của mình ý, nó sẽ gồm 3 thành phần. Thành phần thứ nhất thì là price return này, thành phần thứ hai là raw return, và thành phần thứ ba thì là collateral return. Ba cái thành phần này là ba cái components của total return khi mà mình long một cái futures. Thì ở level 1 ấy, họ có nói qua đấy là nó có ba cái component như thế này, nhưng họ không giải thích gì thêm. Thì sang level 2 ấy, thì họ có nêu cách tính ba cái component này. Đấy, nhưng mà nhiều vấn đề ở đây ấy, đấy là thứ nhất là trong sách họ không giải thích rõ là tại sao họ lại tính như thế này. Đấy, và mình thì mình nghĩ là như thế này nhá, cái phần kiến thức này ấy, thì tốt nhất khi mọi người học ấy, thì mọi người nên học thuộc. Đấy, có nghĩa là mọi người nên nhớ công thức để tính ba cái component này, rồi mọi người cộng với nhau để ra được cái total return là xong ấy. Đấy, mọi người không cần phải hiểu là tại sao nó được tính như vậy đâu. Lý do là bởi vì đấy, thứ nhất là họ cũng chẳng hề giải thích nhá. Thứ hai là thực ra thì cũng có thể giải thích được, nhưng mà cái việc giải thích nó sẽ rất là lằng ngoằng và phức tạp ấy, và khả năng cao là người sẽ không nhớ được. Ngoài ra còn một cái vấn đề nữa ấy, đấy là những cái công thức họ cho ở đây ấy, ví dụ có một công thức là tính raw return chẳng hạn, thì công thức này, công thức tính raw return ấy, là nó không thống nhất giữa các môn cũng như là giữa các level ở trong chương trình CFA. Thế bước sang level 3 chẳng hạn, nếu mà học level 3 ở môn econ, ở đó không phải là môn econ, nhưng mà đấy ở một môn ở level 3 nó sẽ lại có cái khái niệm là raw return, nhưng mà họ sẽ lại tính nó theo một kiểu hơi khác một chút ý, và cái cách họ giải thích nó cũng hơi khác một chút. Đấy, tất cả công thức ở level sau nó lại không giống hoàn toàn công thức ở level trước ấy. Bản thân cá nhân mình học thì đấy, mình thấy là cái cách giải thích ở level 3 thì nó hợp lý hơn, nó dễ hiểu hơn. Đấy, nhưng nếu mà bê cái cách giải thích đó sang cho phần này thì nó lại không khớp ấy, nó lại có một số cái điểm hơi mộ, lại không giống hệt nhau ấy. Đấy, nên là mình nghĩ phần này để tốt nhất là không cần phải quan tâm là tại sao nó như vậy, mà mọi người chỉ cần quan tâm tới việc là thế thì áp dụng những công thức này và việc làm bài tập như thế nào. Đấy, thế thôi. Đây thì bây giờ nhá, mình sẽ áp dụng luôn ba cái công thức này vào một cái ví dụ cụ thể mà mình lấy trực tiếp ở trong curriculum để mọi người biết được là cái dạng bài ở phần này nó như thế nào. Đây thì đây là một cái ví dụ. Thứ ra đây không phải là cái ví dụ đâu, mà đây là một cái câu EOC, là một câu hỏi ở cuối reading ý. Thì mình sẽ làm câu hỏi này luôn dựa trên những công thức mà họ cho. Đây thì về đọc đề này, có một cái thằng này thì nó tham gia vào một cái hợp đồng long futures. Đấy, và là fully collateralized. Thì điều này có nghĩa là để mà tham gia vào một cái hợp đồng futures ở trên sàn ấy, thì các bên party họ sẽ phải đóng vào một cái khoản gọi là khoản collateral, hay là một cái khoản deposit ấy. Đấy, thì khoản deposit đó hay là collateral đó ấy, thì nó vẫn sẽ earn được một cái lãi suất.
trong suốt cái quãng thời gian mà mình đầu tư. Đấy thì cái lãi suất một cái khoản collateral mình đặt cọc ấy, thì cái lãi suất đó thì thường có thể coi là chính là cái risk free rate ấy. Để mình nói qua như thế như vậy. Đấy thì bây giờ nhá, ở bài này thì họ long futures. Đấy, và họ long cái futures này ở cái giá ban đầu là 865. Thế mình viết ra nhá, là cái ban đầu mình long futures thì cái futures price nó là bằng 865 này. 3 tháng sau thì có thể hiểu ấy, đấy là ở 3 tháng trước thì mình long futures với giá là 865, thì cái hợp đồng futures này sẽ kỳ hạn là 3 tháng đi. Đấy, thế nếu mà vẽ ra một cái timeline nhá, đây chẳng hạn, thì cái hợp đồng futures ban đầu của mình sẽ có giá 865. Đấy. Thì bây giờ có 3 tháng trôi qua, có nghĩa là gần hết cái quãng thời gian mình đầu tư ấy, thì có một vấn đề như thế này, là mình có thể là mình không làm gì cả và mình sẽ settle cái hợp đồng futures này thôi. Đấy, với tư cách là bên lo. Nhưng vấn đề ở chỗ ấy, đấy là mình có thể là mình muốn là mình kéo dài cái exposure của mình ra ấy. Mình không chỉ muốn đầu tư là 3 tháng, giờ mình lại muốn kéo dài quãng đời đầu tư của mình ra thành là thành 6 tháng chẳng hạn. Đấy. Thì để mà kéo dài cái exposure lên ấy, thì họ có một cách là họ roll những cái hợp đồng futures này. Thì roll có nghĩa là như sau. Khi mà cái hợp đồng futures cũ này sắp kết thúc ấy, cái hợp đồng mà ban đầu có giá 865 này gần kết thúc, giả sử nó gần kết thúc ở thời điểm này nhá, thì họ sẽ bán cái hợp đồng cũ này đi, họ sẽ settle cái hợp đồng cũ và họ lại tham gia vào một cái hợp đồng mới với kỳ hạn là 3 tháng. Đấy, có là bây giờ mình sẽ gối lên một cái hợp đồng mới, đè lên hợp đồng cũ. Đây thì hợp đồng mới nó sẽ có một cái giá futures price mới ở đây đúng không? Thì bạn đọc xem là họ nói thông tin như thế nào nhá. 3 tháng sau này là toàn bộ cái futures position của mình nó được rolled. Ở thời điểm đó ấy, thì cái near term futures price là 877. Thì cái near term futures price này nó sẽ là cái futures price ở cái khúc nhỏ nhỏ đây, 877. Đấy, có nghĩa là họ bảo là near term futures price nó là cái giá của cái hợp đồng futures mà có kỳ hạn ngắn nhất, là cái mà chuẩn bị hết hạn ý. Đấy, thì nó sẽ chính là cái giá của cái hợp đồng mà nó kết thúc ở cùng thời điểm với cả cái hợp đồng gốc ban đầu của mình có giá là 865. Đấy, hay là nói cái khác nhé, cái original futures thì nó có giá là bằng 865 đúng không, và kỳ hạn là 3 tháng. Đấy, bây giờ thì gần hết 3 tháng thì cái giá của cái một cái hợp đồng futures hiện tại mà cũng kết thúc cùng lúc với cả hợp đồng cũ ấy, nó có giá là bằng 877. Rồi. Và tiếp theo này, họ bảo là cái further term futures price là 883. Có là giờ nếu mà mình muốn roll cái hợp đồng, mình bỏ hợp đồng cũ đi, mình nhảy vào một hợp đồng mới để dán đè lên ấy, thì cái hợp đồng mới này sẽ có cái giá là 883. Nên mình vẽ ra một cái timeline như thế này nhé, để mọi người hiểu ấy, là những cái thông tin mà đề bài nó cho thì ý nghĩa là gì. Đây, nói lại này. Đấy là 865 thì là cái futures price của hợp đồng cũ lúc ban đầu. 877 nó là cái giá của cái hợp đồng ở thời điểm hiện tại mà có cái thời điểm đáo hạn nó trùng với cả cái thời điểm đáo hạn của cái hợp đồng cũ lúc ban đầu. Tất cả hai cái nó đều kết thúc ở cái thời điểm này.
Còn cái 883 ấy, đó là cái futures price của một cái hợp đồng mới có độ dài tương đương các cái hợp đồng lúc ban đầu là 3 tháng. Đấy, nên là điều này có nghĩa là sao? Thế mọi người có thể hiểu như thế này này. Đấy là ở thời điểm T bằng 0 nhá. Vậy là mình sẽ long một cái hợp đồng futures với cái giá là bằng 865 đúng không? Là cái giá ban đầu. Ở thời điểm T lớn là cái thời điểm mình đánh dấu đây này. Thì thứ nhất là mình sẽ phải settle cái hợp đồng cũ. Để mà settle cái hợp đồng cũ ấy, thì mình sẽ phải offset nó bằng cách là tham gia vào một cái hợp đồng với tư cách là bên short. Có nghĩa là mình sẽ phải short một cái futures với cái giá là 877. Đấy, tại vì ở thời điểm hiện tại thì cái hợp đồng futures mà có kỳ hạn, tức là có cái thời điểm đáo hạn là cùng một lúc với cái hợp đồng lúc ban đầu là 865 ấy, thì giờ nó còn giá 877. Đấy, thì cái này là mục tiêu là để settle cái hợp đồng cũ, offset hợp đồng cũ. Sau khi offset lại xong hợp đồng cũ rồi thì mình sẽ tham gia một hợp đồng mới để kéo dài cái exposure của mình ra. Thì tham gia hợp đồng mới thì hợp đồng mới nó sẽ có giá là 883. Cái này nó là tham gia hợp đồng mới. Đấy, thì cái việc mà họ roll một cái hợp đồng futures là như vậy. Đấy, khi mình giải thích để sao mọi người hiểu rõ hơn thôi nhá. Đấy chứ nó không thực sự là nó không quá là quan trọng. Cái quan trọng ở đây là mình sẽ phải áp dụng được những cái thông tin ở đề bài để mà mọi người tính. Rồi thì mình tính nhá. Đầu tiên này là price return. Thì price return là tính là bằng current price trừ đi previous price chia cho previous price ấy. Thì cái này nghe có vẻ khó hiểu, nhưng mà ở bài này nhá, current price ấy, nó là bằng 877, là bằng cái giá hiện tại, cái futures price của cái hợp đồng hiện tại mà kết thúc cùng lúc với cả cái hợp đồng cũ của mình ấy. Đây là 877 này, trừ đi cái previous price là cái price cũ của cái hợp đồng cũ của mình ý, 865 chia cho 865 bằng 1.387%. Đấy, thì đấy là cái price return. Đấy, thì ý nghĩa cái này thì mọi người cứ hiểu một cách đơn giản, đấy là đây nó là thể hiện lên cái việc là cái futures price nó thay đổi với thời gian ấy. Đấy, trước đây thì mình tham gia với cái futures price là 865 thôi, mà mình là bên long ấy, thì giờ cái futures price nó tăng lên rồi, mà cái futures price nó tăng lên có nghĩa là bên long được lợi. Đấy, nên là cái return từ cái việc là cái futures price nó tăng lên nó là bằng 1.387%. Đấy, cứ hiểu chung chung như vậy mình nghĩ là ok. Thứ hai là một cái nữa là roll return. Đấy, roll return nó là cái return từ việc là mình roll cái contract ấy. Roll có nghĩa là đấy, mình tham gia vào một hợp đồng futures mới để mà kéo dài cái exposure của mình ra ấy. Đấy, cái hợp đồng futures mới thì nó có cái price là 883 đúng không? Đấy, nên là cái roll return được tính như sau. Nó bằng cái near term futures closing price, near term là 877 này, trừ đi cái farther term futures price là 883, sẽ chia cho cái near term là 877. Đấy, thì tại sao thì người thắc mắc là thế, tại sao lại làm như vậy đúng không? Tại sao lấy cái số 883 trừ đi số 877? Đấy, thì cái này nó không quan trọng đâu nhá. Đấy, như lúc nãy mình có nói rồi, đấy là ở hiện tại thì không cần là phải cố gắng hiểu tại sao đâu. Thế chỉ cần hiểu cách chung chung là cái roll return là cái return đến từ việc là mình roll cái contract, tham gia vào contract mới với cái giá mới là 883 để mà thay thế cho cái contract cũ. Thì cái này tính ra được là bằng trừ 0.684%.
Đấy, thực ra ở đây cái phép tính roll return nó có thêm một cái bước nữa là nhân với cả cái phần trăm của cái futures position mà bị roll. Thì ở bài này họ bảo là toàn bộ cái futures position của mình lúc ban đầu ấy là mình roll nó hết. Có là giả sử ban đầu mình có 100 hợp đồng chẳng hạn, thì giờ mình sẽ roll cả trăm, toàn bộ 100 hợp đồng đấy luôn, chứ không phải là chỉ roll một nửa hay là 1/3 hay là bao nhiêu ấy. Thì nếu mà như vậy thì nếu mà mình roll hết ý, thì cái này nó nhân với cả 100% thôi. Còn nếu mình chỉ roll có một nửa thôi thì nó sẽ nhân với 50%. Cái đấy chắc là cũng dễ dàng nhìn ra được. Đấy, ở bài này thì nó bảo là cái entire futures position là được roll, nên là nó là nhân với 100% thì là bằng 0, trừ 0,684%. Ở đây cũng có một cái quan trọng mà cần phải nhìn ra được nhá. Đấy là ấy, là cái roll return mà nó là số dương ấy thì là thị trường là backwardation. Còn roll return là số âm ấy, thì là contango. Lý do nhá là mọi người nhìn vào cái công thức tính roll return này. Roll return là bằng cái near term price trừ đi farther term price, đúng không? Nếu như mà cái hiệu này nó mà là số dương ấy, có nghĩa là những cái giá của hợp đồng ngắn hạn nó lớn hơn là giá của hợp đồng dài hạn, có nghĩa là cái curve nó đang downward sloping ấy. Cho nên nếu mà nó là số dương nhá, có nghĩa là downward sloping, có nghĩa là backwardation. Còn nếu mà là âm ấy, thì là upward sloping, thì là contango. Đấy, hay là có một cái quy tắc chung này mà mình nghĩ mọi người là nên nhớ này. Đấy là backwardation nó xảy ra ở những trường hợp sau. Đấy là basis này, calendar spread và roll return đều là số âm hết. Còn contango thì nó xảy ra khi mà cái đống này nó đều là số dương. Đấy, khá là dễ nhớ đúng không? Đấy, thì cứ nhớ được cái này thì sẽ đỡ đi rất là nhiều ý. Đó, thì đây là roll return nhân 100% đây này. Đấy, là bằng âm 0,684%. Và đến cái cuối cùng thì là collateral return. Thì collateral return ấy, nó là cái return đến từ cái tài sản mình đặt làm gọi là tài sản đảm bảo ấy, collateral ấy. Thì ở đây đề bài nó cho là cái khoản mình đặt cọc ấy, cái khoản collateral ấy, thì nó earn được một cái lãi suất theo năm là 0,6%. Đấy, mà cái quãng thời gian mình đầu tư nó là 3 tháng. Nên là mình sẽ lấy cái 0,6% là cái annual rate này, mình nhân với cả 3 phần 12 thì sẽ ra được là cái rate của một kỳ nó là 0,15%. Bước cuối cùng là cộng price return này, roll return và collateral return thì sẽ ra được cái total return là 0,853%. Vậy là xong cái dạng bài này nhá. Đấy, nãy giờ mình có thể nói hơi lằng ngoằng ấy. Đấy, thì dù gì đi nữa, nếu mà sau này kể cả mọi người có nhớ được những cái thứ mình nói nãy giờ hay không ấy, thì mọi người chỉ cần quan tâm tới điều sau. Đấy là làm thế nào đó để mọi người nhớ được ba công thức này. Đấy, và áp dụng vào một cái ví dụ như là cái câu hỏi EOC mà mình vừa cho mọi người xem ấy. Đấy, biết được cách lắp số vào, xong rồi tính toán được ba cái component, xong rồi cộng vào với nhau để ra được total return là xong ấy. Đấy, chỉ cần như vậy thôi, không cần là phải hiểu nhá. Đấy, để cả mọi người có hiểu rõ được ấy, thì mình nghĩ là cũng khó có thể nhớ được, sau này sẽ lại quên thôi. Đấy, nên là không đáng để mọi người dành quá nhiều thời gian ấy. Đấy, chỉ cần là để tìm cách nhớ dạng bài và làm được bài tập thôi. Đó, thế là xong phần này nhá. Đấy, cái phần này nó cái phần dạng bài tính toán duy nhất của cả reading này. Đấy, nên là chỉ có mỗi cái này tính toán thôi, nên là cố gắng học thuộc, cố gắng nhớ. Cái phần tiếp theo này
là commodity swaps với cả commodity index. Đây, phần này là lý thuyết là chính. Họ cũng không nói nhiều, cũng không có nhiều câu hỏi liên quan tới những thứ như này và thường nó khá là dễ thôi. Nên mình sẽ tổng quan lại, tổng kết lại ngắn gọn nhá. Đầu tiên là commodity swaps. Đấy, swap thì ở môn phái sinh thì đã học rồi. Đấy, và sang phần commodity thì chủ yếu những hợp đồng phái sinh họ sử dụng là hợp đồng futures. Còn hợp đồng swap này thì cũng có được sử dụng nhưng mà nó không phổ biến bằng. Đấy, và những cái commodity swap ấy là nó rất là đa dạng, nó rất là nhiều kiểu cấu trúc khác nhau ấy. Đấy, ở đây nhá, trong sách học có giới thiệu ra là có 4 loại swap, là excess return swap này, total return swap, basis swap với cả variance swap ấy. Đấy, thì trong mỗi một cái loại swap này này thì nó không phải là chỉ có một kiểu đâu, mà nó có thể cấu trúc theo nhiều kiểu khác nhau ấy. Ví dụ riêng cái loại là excess return swap thì cũng có đủ các thể loại, chẳng cái nào giống cái nào cả. Đấy, và những cái đằng sau nó cũng như vậy. Đấy, nhưng phần này thì trong sách nó chỉ giới thiệu qua loa thôi, họ đưa ra một vài ví dụ. Đấy, thì mình khuyến khích là mọi người khi mà học phần này đấy thì nên là đọc một lượt trong sách đấy, để xem qua là nó nói cái gì. Đấy, ở đây thì mình chỉ coi như là tóm tắt lại cái ý chính này. Là excess return swap ấy, thì những cái khoản tiền mà hai bên party trao đổi với nhau ấy, nó sẽ được dựa vào cái excess return. Đấy, thì excess return ở đây thì thường nó sẽ là cái chênh lệch giữa giá của một cái commodity và một cái benchmark price hay là một cái fixed price, một cái mốc cố định. Thì đây là một cái miêu tả chung chung ấy, còn cụ thể họ cấu trúc như thế nào thì nó có nhiều kiểu khác nhau ấy. Đấy, thì nếu muốn tham khảo thêm thì mọi người là nên đọc trong sách ấy. Đấy, còn giờ chỉ cần biết qua qua này thôi. Cái dạng swap thứ hai là total return swap. Đấy, thì bởi vì tên gọi của nó là total return ấy, nên là những cái khoản tiền mà hai bên party trao cho nhau ấy, nó sẽ được dựa trên cái total return của một cái commodity index. Thứ ba thì là basis swap. Đấy, basis swap ấy, thì ý nghĩa đấy là những cái khoản tiền mà hai bên party trao cho nhau ấy, nó sẽ được dựa trên cái chênh lệch giữa giá của hai cái commodity khác nhau. Mà giá của hai cái commodity này thì nó lại không có một cái perfect correlation. Tại vì nếu mà nó có perfect correlation, có nghĩa lúc nào nó tăng giảm giống hệt nhau đúng không, thì cái chênh lệch nó không bao giờ thay đổi. Đấy, nên là những cái basis swap nó sẽ phải dựa trên những cái cặp hàng hóa nào mà nó không có perfect correlation. Thứ tư thì là một cái dạng swap, nó gọi là variance hay là volatility swap. Thì cái này là những cái khoản tiền mà hai bên party trao cho nhau ấy, nó sẽ được tính dựa trên cái chênh lệch giữa cái actual volatility hay là variance với cả cái expected volatility hoặc là variance của một cái commodity nhất định. Đấy, thế ví dụ giả sử là cái swap thì cái giá của cái swap ấy, thì nó thể hiện lên là cái expected vol nó phải là bằng 15% được hạn. Thế cái giá này tích hợp một cái giá trị volatility là 15%. Nhưng nếu mà mình là thằng investor mà mình kỳ vọng là cái volatility của cái commodity trong tương lai ấy, nó sẽ lớn hơn là 15% ấy. Đấy, thì mình sẽ tham gia vào cái swap này với cái tư cách là cái thằng gọi là long volatility. Thì nếu như mà trong thực tế cái actual volatility trong tương lai nó lớn hơn là 15% thì mình sẽ được lợi. Đấy, còn nếu mà không, nếu mà cái actual volatility trong tương lai nó nhỏ hơn 15% chẳng hạn, thì cái bên kia là cái bên short volatility sẽ được lợi. Đấy, thì đã nói qua một vài cái dạng swap thuộc bốn cái nhóm ở phần commodity swap. Trở lại phần này thì nó không quá là quan trọng, nhưng mà nó cũng có một hai câu hỏi ở phần EOC. Đấy, nên phần này không thể là bỏ qua được nhá. Đấy, mặc dù nó không quan trọng. Đấy, nên phần này mình nghĩ là nên là đọc trong sách. Để về đọc qua thêm trong sách một chút, để xong rồi làm bài tập, mình nghĩ cũng không có gì khó khăn đâu.
Cuối cùng là phần 4 la mã là nói về những cái commodity index này. Đấy, phần này thực ra thì cũng giống như phần swap phía trên. Phần này thì cũng toàn là lý thuyết và họ ít khi hỏi vào. Đấy, thì có một số ý chính như sau. Đấy, thế có rất nhiều cái commodity index khác nhau với những cái đặc điểm khác nhau ấy. Đấy, ví dụ là về coverage chẳng hạn, mỗi một cái index nó sẽ cover những cái commodity khác nhau này. Còn cách tính chọn số khác nhau, cái phương pháp roll những cái hợp đồng futures cũng khác nhau, cái phương pháp rebalance khác nhau, cái tần suất rebalance khác nhau, hay là cái cách quản trị governance nó cũng khác nhau. Ý thứ hai là những cái việc rebalance thường xuyên ấy, ở cái thị trường mean reverting thì nó lại khiến cho mình có được overperformance. Còn nếu mà ở thị trường trending ý, thì nó lại gây ra là underperformance. Thì cái câu này mình sẽ giải thích kỹ hơn một chút. Tại vì cái câu này nó tức là cái logic đằng sau là như sau. Bây giờ có thể hiểu như này này là ở cái trường hợp là mean reverting. Có phải mean reverting có nghĩa là những cái asset nào mà có giá cao ý, return nó tăng lên ý, thì nó là có thể hiểu là nó overperform đúng không? Thì những cái thứ nào mà nó overperform ấy thì nó sẽ không thể overperform mãi được mà nó sẽ phải quay về cái mean. Đấy, có nghĩa là nếu mà hiện giờ nó overperform thì trong tương lai nó sẽ trở thành là underperform. Ngược lại, nếu như những cái asset nào mà nó đang underperform là đang có kết quả kém ấy thì bởi vì là nó sẽ phải quay về cái mean nên là trong tương lai thì nó sẽ lại phải overperform. Thì điều này có nghĩa là như sau nhá. Nếu như mà mình rebalance thường xuyên ấy, thì những cái thứ nào mà đang overperform thì có phải là cái giá trị của nó ở trong cái portfolio hay là cái index nó sẽ tăng lên đúng không? Tại vì overperform là giá nó tăng lên, cái value ở trong cái portfolio nó tăng lên, trọng số tăng lên. Đấy, nếu mà trọng số mà tăng lên mà mình rebalance có nghĩa là mình phải giảm trọng số của nó đi đúng không? Nếu mà mình giảm trọng số của cái tài sản này đi khi mà nó vừa overperform xong ấy, thì nó sẽ có lợi cho mình tại vì là trong tương lai cái tài sản đấy nó sẽ underperform. Đấy, mà trước khi nó underperform mà mình đã giảm cái trọng số của nó đi rồi ấy, có nghĩa là mình đã tránh được cái việc là nắm giữ những cái tài sản mà sắp bị underperform đúng không? Nên là mình sẽ được lợi. Đấy, ngược lại thì những cái thứ gì mà nó vừa mới underperform xong ấy, nó vừa đang kém xong ấy thì cái trọng số của nó trong cái portfolio của mình hay là cái index của mình nó sẽ giảm đi. Thì để mà rebalance lại thì mình sẽ phải mua thêm cái thứ đấy về đúng không? Tăng trọng số nó lên. Đấy, mà mua thêm cái thứ đấy về ngay trước khi nó chuẩn bị lại overperform trở lại. Đấy, thì là có nghĩa là mình được lợi. Đấy, nên ở cái thị trường mean reverting là những cái gì mà đang tăng thì không thể tăng mãi được mà sẽ giảm, và đang giảm thì không thể giảm mãi được mà sẽ lại tăng lên ý. Đấy thì cái việc là rebalance thường xuyên nó sẽ có lợi. Ngược lại thì nếu như cái thị trường là trending thì mới để suy luận ra cách tương tự thôi, là nếu nó đang over, những cái thứ gì mà đang overperform thì sẽ tiếp tục overperform. Đấy, bởi vậy cho nên là những cái gì mà đang overperform nhá, trọng số của nó tăng lên ý, xong rồi mình lại giảm trọng số của nó đi khi mình rebalance ý, thì mình sẽ bị thiệt tại vì là sau này nó sẽ tiếp tục overperform tiếp đi. Đấy, có những cái gì mà underperform đang kém này, xong rồi mình lại mua thêm nó về để mà mình rebalance ý, xong rồi nó lại tiếp tục underperform ý, thì là mình bị thiệt. Nên chốt lại ở cái thị trường trending mà rebalance thường xuyên ấy, thì mình sẽ bị thiệt. Ở thị trường mean reverting mà rebalance thường xuyên thì mình sẽ được lợi. Rồi, bài nốt ý thứ ba và ý thứ tư này. Ý thứ ba, cái thị trường ở cái tình trạng là backwardation đấy thì thường là sẽ có RON yield là số dương ấy. Đấy lúc nãy thì có nói rồi nhá. Đấy mà RON yield mà số dương có nghĩa là nó khiến cho cái total return nó cũng tăng lên.
là khiến cho cái index return nó lớn hơn này. Còn cái thị trường nào mà ở tình trạng là contango thì sẽ có roll yield là số âm và có khả năng là sẽ làm giảm cái index return đi. Ý thứ tư là một cái nhận xét ngắn gọn như sau. Họ bảo là những cái sàn giao dịch commodity ở khắp nơi trên thế giới hay những cái commodity index ở các thị trường ấy, thì nó có cái correlation rất là cao với nhau và nó đem lại khá là ít những cái diversification benefit. Cái điều đấy có nghĩa là cái việc mà mình đầu tư vào nhiều cái commodity index ở nhiều nơi khác nhau ấy là nó không đem lại lợi ích gì nhiều ấy. Đấy, tuy nhiên thì có cái điểm lợi của commodity, đây những cái commodity index return ấy, thì nó lại có correlation tương đối thấp đối với cả bond và stock. Đấy, nên nếu mà cái portfolio của mình mà đang có bond với stock ấy, thì cho thêm commodity vào thì nó sẽ giúp diversify.